Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 17. Ba người nhất thời mắt choáng váng, đây là náo động thành cái gì a? Người quỳ cũng đã đủ mất mặt, còn để chúng ta quỳ theo. Lý Vân Tiêu cũng là mắt choáng váng, cả người Hỏa Ngư tộc tộc trưởng run rẩy kích động nói. Thánh sứ đại nhân, ngài là thánh sứ đại nhân a? Lý Vân Tiêu. Cha, ngài nói lung tung cái gì vậy, mau mau đứng dậy. Thiết Lăng vội vã tiến lên muốn nâng tộc trưởng, lại bị hắn một quyền đánh vào đầu, đau đến nhảy ra. Tộc trưởng quay về mấy người lớn tiếng quát. Mấy người các ngươi còn không mau mau đến tham kiến thánh sứ đại nhân. Thiết Lăng. Lão đầu cá, ngươi mau mau đứng lên đi, đem lời nói rõ ràng. Ngươi xem ba người bọn hắn, trong mắt đều bốc hỏa muốn nuốt ta. Lý Vân Tiêu vội vã tiến lên nâng Hỏa Ngư tộc tộc trưởng dậy. Tộc trưởng nhìn ba người này tức giận một chút, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nắm thật chặt tay của Lý Vân Tiêu, hầu như nức nở nói, thánh sứ đại nhân, không nghĩ tới ta sinh thời lại có thể nhìn thấy ngài. Cái này, Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói, này là từ đâu mà nói a? Hỏa Ngư tộc tộc trưởng kích động một hồi lâu, lúc này mới chậm chậm nói, thánh sứ đại nhân cũng không rõ ràng nguyên do đi. Hắn đối với ba người khác nói, các ngươi thì cũng thôi. Các ngươi có biết lai lịch của Hỏa Ngư tộc ta không? Lai lịch, còn có thể có lai lịch gì? Thiết Lăng ngây ngẩn cả người. Hỏa Ngư tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Hừ, tuy rằng Hỏa Ngư tộc chúng ta không sánh được những chân linh hậu duệ kia, nhưng mà không phải hạng người vô danh. Các ngươi có biết lai lịch của Côn Ngô thần thụ? Tất cả mọi người đều là một mặt mờ mịt, trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên tinh quang. Như có ngộ ra nói, Côn Ngô thần thụ chính là vị trí của chân linh Phượng Hoàng thời kỳ thượng cổ cư trú, trải qua niết bàn chi hỏa của Phượng Hoàng hỏa táng, cùng Phượng Hoàng đồng thời sống lại, là Côn Ngô thần thụ. Hắn tựa hồ rõ ràng cái gì, trong cơ thể mình thật là có Phượng Hoàng chân hỏa. Không sai, không hổ là thánh sứ đại nhân. Trong mắt Hỏa Ngư tộc tộc trưởng bốc lên vẻ hưng phấn, liên tục nói. Ở thời kỳ thượng cổ, Hỏa Ngư tộc chúng ta chỉ bất quá là hải quần phổ thông mà thôi. Chính là ở vùng biển này, có một con chân linh Phượng Hoàng ở trên Côn Ngô thần thụ niết bàn chi hỏa kia không cẩn thận liền chạm đến một vị tổ tiên của chúng ta. Vị tổ tiên kia vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, nhưng ai biết không chỉ không chết, trái lại thân thể ở dưới thần hỏa thiêu đốt xảy ra thay đổi cực lớn. Từ nay về sau, không chỉ đối với hỏa diễm có nhận biết cực kỳ nhạy cảm cùng khát vọng, hơn nữa cấu tạo thân thể cũng biến thành phi thường thích hợp tu luyện. Sau đó vị tổ tiên này càng là bước vào vũ đế cảnh, đem hải quần chúng ta trở thành tồn tại ở phụ cận vương giả. Còn có chuyện như vậy, vậy vì sao hơn vạn năm qua, Hỏa Ngư tộc chúng ta không còn người có thể bước vào cửu thiên cảnh? Đừng nói cửu thiên, coi như là bát hoang cảnh cũng chưa từng nghe thấy. Chỉ ở mấy ngàn năm trước có một vị lão tổ đạt đến thất thúc vũ hoàng đỉnh cao, nhưng mà dừng lại ở vũ hoàng A. Thiết Phàm ngẩn ra, nhất thời không hiểu hỏi. Hỏa Ngư tộc tộc trưởng thở dài một tiếng nói. Cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới rất lâu, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Này là lực lượng huyết mạch từ từ suy nhược. Lúc trước niết bàn chi hỏa của chân linh hỏa phượng cải tạo huyết mạch của tổ tiên chúng ta, thế nhưng sau đó, từng đời huyết mạch bắt đầu mỏng manh. Đến bây giờ, lực lượng huyết mạch của Hỏa Ngư tộc chúng ta đã không đủ để chúng ta đột phá đến bát hoang cảnh. Hơn nữa cứ như vậy xuống. Sau này dù là thất túc vũ hoàng cũng càng ngày càng khó. Ta nghĩ rất nhanh, có một ngày Hỏa Ngư tộc chúng ta lại lần thứ hai thoái hóa đến trình độ hải quân. Ba người Thiết Phàm kinh hãi, sợ hãi nói. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Hai mắt Hỏa Ngư tộc tộc trưởng phát sáng, nhìn chòng chọc vào Lý Vân Tiêu, kích động nói. Lần này không sợ, thánh sứ đại nhân giáng lâm, đó là trời cao phái tới giúp chúng ta. Vừa nãy thánh sứ đại nhân nghĩ hóa ra hình bóng Phượng Hoàng, để ta cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ ấm áp cùng khát vọng, nguyên bản lực lượng thượng cổ vắng lặng ở trong huyết mạch tựa hồ hơi có chút tỉnh lại. Thánh sứ đại nhân, trên người ngài nhất định nắm giữ Phượng Hoàng thần hỏa, có đúng hay không? Mấy người khác cũng đều nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, Đoàn Việt càng là khiếp sợ tới tột đỉnh, chân linh hỏa phượng, đây chính là tồn tại thượng cổ trong truyền thuyết, có thực hay không còn chờ khảo chứng. Bây giờ lại gặp phải một đám người cá bị Phượng Hoàng chân hỏa cải tạo, Phượng Hoàng thần hỏa kia càng là thần vật tương truyền có thể thiêu cháy tất cả, niết bàn sống lại, lại bị một tên thiếu niên nắm giữ. Lý Vân Tiêu cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là loại tình huống này, hắn suy nghĩ một chút, lúc này mới hơi gật gật đầu. Chi?
Tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, tất cả đều ngơ ngác theo dõi hắn. Chỉ có hỏa ngư tộc tộc trưởng là hoan hô nhảy nhót, lần thứ hai quỳ xuống khóc lớn, trong miệng không ngừng hô, may mắn bộ tộc ta, may mắn bộ tộc ta. Lý Vân Tiêu cau mày nói, mặc dù ta nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa, lại làm sao có thể giúp các ngươi? Sẽ không đến nỗi đem toàn bộ các ngươi thiêu một lần chứ? Chuyện này, hỏa ngư tộc tộc trưởng cũng ngẩn ra, trầm tư nói. Vừa nãy thời điểm Thánh Sứ Đại Nhân gọi ra chân hỏa, ta cảm giác được loại thức tỉnh trong huyết mạch kia. Ta nghĩ Thánh Sứ Đại Nhân nhất định có biện pháp, nếu trời cao phái ngài đến, liền nhất định là đến giúp hỏa ngư tộc chúng ta. Hắn tràn đầy tự tin nói, ngay cả ba người Thiết Phàm cũng thay đổi, dùng một loại ánh mắt tôn kính nhìn Lý Vân Tiêu. Thiết Phi vội vã tiến lên, quỳ xuống một chân nói. Lúc trước có chỗ đắc tội, mong Thánh Sứ Đại Nhân trách phạt. Lý Vân Tiêu cảm giác hơi ngây ngất, vội nói. Đừng quá khách khí, ta sẽ không quen. Làm sao giúp các ngươi ta cũng không rõ ràng, nhưng nếu có thể tiến vào Côn Ngô Thần Thụ, chỉ ít lúc trước ta nói hai điểm là tuyệt không vấn đề. Không sai. Hỏa ngư tộc tộc trưởng bỗng nhiên nói. Lúc trước tổ tiên là ở bên trong Côn Ngô Thần Thụ nhiễm niết bàn chi hỏa, thần thụ tất nhiên là then chốt để bộ tộc ta phục hưng. Tộc trưởng nói rất nhanh làm mấy người Thiết Phàm cộng hưởng. Thêm vào Lý Vân Tiêu biểu hiện ra khống hỏa chi thuật đã sớm sâu sắc thuyết phục mấy người, nhất thời từng cái kiên định lạ thường, cho rằng hắn là thánh giả trời cao phái tới. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, nếu mọi người mục tiêu nhất trí, liền trực tiếp đi tới Côn Ngô Thần Thụ. Nguyên bản hỏa ngư tộc tộc trưởng còn muốn làm một đại hội tiếp đón, để toàn tộc đến cúi chào Thánh Sứ Đại Nhân, lại bị Lý Vân Tiêu ngăn lại. Lý Vân Tiêu cùng đoàn Việt, tộc trưởng, Thiết Lăng, còn có Thiết Phàm, ba vị đầu mục, thêm vào Thiết Phi tổng cộng 8 người, lặng yên từ lãnh địa hỏa ngư tộc xuất phát, hướng phương hướng Côn Ngô Thần Thụ lao đi. Ở vạn năm trước, nguyên bản nơi hỏa ngư tộc ở lại là đem Côn Ngô Thần Thụ bao vây ở bên trong, nhưng sau đó phát hiện phụ cận thần thụ này cũng không phải thích hợp sinh tồn, lúc này mới dần dần di chuyển ra, chỉ là thỉnh thoảng phái người đi hái lá cây thần thụ cho tộc nhân ăn. Mãi đến khi bị ế xanh tộc chiếm lĩnh, lúc này mới triệt để từ bỏ. Có người hỏa ngư tộc dẫn đường, rất nhanh liền tiến vào một phương hải vực, Lý Vân Tiêu hơi cảm nhận được một loại gợn sóng dị dạng, hải vực này dị thường yên tĩnh, ngay cả một con cá nhỏ cũng không thấy, thật giống như là tử hải vậy, nhưng trong nước biển lại tràn đầy sức mạnh sinh cơ. Hắn cuối cùng cũng rõ ràng tại sao tộc nhân hỏa ngư tộc sẽ di chuyển, nơi này hẳn chính là vị trí hải vực của Côn Ngô Thần Thụ. Sức mạnh kỳ dị trong nước biển tựa hồ để sinh vật dưới đáy biển có cảm giác không khỏe. Phía trước là người phương nào, toàn bộ dừng lại. Xa xa truyền đến một tiếng hét lớn, ở bên trong sóng nước truyền ra. Vài tên hải tộc bơi tới, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như bị vây giáp che kín, tứ chi vô cùng tinh tế, hai con mắt lớn chừng hạt đậu lộ ra hung quang, chăm chú nhìn chằm chằm đám người Lý Vân Tiêu. Đây chính là ế xanh tộc sao? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, trầm tư nói, thật giống như có chút ấn tượng. Hỏa ngư tộc tộc trưởng sững sờ. Kinh ngạc nói, Thánh Sứ Đại Nhân thấy qua ế xanh tộc sao? Há, không có, ta đã thấy hải quần tương tự. Lý Vân Tiêu hàm hồ một thoáng, năm đó hắn một đường chạy trốn, người ngăn cản tan tác tơi bời, trời mới biết giết bao nhiêu hải tộc, những cửu thiên cảnh hải tộc kia cũng không phải một chiêu chi địch của hắn. Vì lẽ đó tuy rằng ế xanh tộc phái lượng lớn tộc nhân ngăn cản, nhưng ấn tượng cũng không nhiều lắm, chỉ là nhìn tựa hồ có chút quen mắt. Hỏa ngư tộc tộc trưởng, Nga, một tiếng. Hỏi. Thánh Sứ Đại Nhân, chúng ta là xông tới hay là? Đương nhiên là xông tới rồi. Lý Vân Tiêu phân tích nói. Bằng vào sức mạnh của mấy người chúng ta, coi như là đụng tới cửu tinh vũ tông của bọn họ cũng có thể xông qua. Trừ khi một lần gặp phải hai tên cửu tinh vũ tông, nhưng vùng biển này to lớn như thế, vận khí không kém như cậy đi. Giết mấy người này xong liền ra tốc, đã có phòng ngự, phỏng chừng Côn Ngô Thần Thụ ở không xa. Thánh Sứ Đại Nhân quả nhiên anh minh, Côn Ngô Thần Thụ ngay ở phía trước khoảng 300 dặm. Trong ánh mắt hỏa ngư tộc tộc trưởng lộ ra sát khí, lạnh lùng nhìn vài tên tộc nhân ế xanh tộc bơi tới, lạnh lùng nói, Thiết Phàm, trong nháy mắt giết, đừng chậm trễ thời gian của Thánh Sứ Đại Nhân. Vâng, đột nhiên thân thể Thiết Phàm căng ra, bỗng nhiên bắn đi, tốc độ so với phi điểu trên không trung còn nhanh hơn, vài tên tộc nhân ế xanh tộc tiến lên kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền nhìn thấy đầu mình cùng hạ thân chia lìa, sau đó ý thức liền biến mất, ngay cả kêu cũng không kêu ra một tiếng.
gia tốc đi tới, vọt vào Côn Ngô thần thụ. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, tám người nhất thời hóa thành lưu quang, nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Hải vực thực sự là quảng đại vô biên, mấy người ngoại trừ gặp vài tên ế xanh tộc lúc trước ra, liền không còn gặp phải bất kỳ sinh vật biển nào. Rất nhanh thần thức của Lý Vân Tiêu liền phát hiện một cây đại thụ chống trời, khủng bố đứng ở đáy biển, dường như một tòa cổ thành to lớn, làm cho người ta có một loại cảm giác chấn động lòng người. Nếu Côn Ngô thần thụ này là nơi chân linh Phượng Hoàng Niết Bàn năm đó, tại sao lại ở đáy biển? Hắn đột nhiên hiện ra nghi vấn này, hỏi lên. Hỏa ngư tộc tộc trưởng nói. Bẩm thánh sứ đại nhân, năm đó thần thụ này xác thực là ở trên một hải đảo, nhưng thương hải tang điền, biến hóa vô số lần, lúc này mới chìm vào trong đáy biển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thì ra là như vậy, mọi người chú ý cảnh giác. Bên trong thần thụ này có không ít tộc nhân ế xanh tộc. Lý Vân Tiêu nhắc nhở, thần thức của hắn cường đại nhất, trong nháy mắt liền bao trùm phạm vi nửa cây thần thụ. Mọi người đi theo ta, chỉ cần đi vào trong thần thụ, bọn họ tất nhiên không tìm được tung tích của chúng ta. Hỏa ngư tộc tộc trưởng vô cùng có lòng tin, ở phía trước dẫn đường, tổng cộng 8 người ra tốc hướng phía trước phóng đi. Ùng ục ùng ục ùng ục. Đột nhiên một luồng sức mạnh kỳ dị ngăn cản 8 người đi tới, thật giống như từ trong nước đi vào bên trong một loại chất lỏng nồng độ cực cao, thân thể trở nên sền sệt, đồng thời không ngừng sản sinh lượng bọt khí, tựa hồ đi tới rất khó khăn. Mà Lý Vân Tiêu ở trong loại chất lỏng này, cảm nhận được một loại sức mạnh kỳ dị, để chân nguyên trong cơ thể hắn mơ hồ có loại cảm giác muốn sôi trào, hết sức thoải mái hưởng thụ. Đây là... Đột nhiên hỏa ngư tộc tộc trưởng thay đổi sắc mặt, giận dữ hét. A, đám súc sinh này, đây là chất lỏng của Côn Ngô thần thụ, bọn họ dĩ nhiên phá hỏng đại thụ. Nhiều chất lỏng như vậy, này phải đem đại thụ phá hoại đến mức độ nào a? Hắn triệt để phát điên. Đây chính là thánh vật của bộ tộc bọn họ a. Nguyên bản bị ế xanh tộc cướp đoạt cũng không có lửa giận quá to lớn, dù sao thánh vật vẫn còn, chỉ cần thực lực bổn tộc đầy đủ, sớm muộn cũng có thể đoạt lại, nhưng bây giờ đối phương dĩ nhiên bắt đầu hủy hoại thánh vật, nếu như một khi phá hủy, chính là vĩnh viễn mất đi. Điều này làm cho hắn điên cuồng, để hắn làm sao cùng liệt tổ liệt tông của hỏa ngư tộc bàn giao. Tộc trưởng đại nhân, trước tiên kiềm chế phẫn nộ, nếu đã phá hỏng, muốn ngăn cản cũng không kịp, chúng ta trước tiên biết rõ tình huống lại tính toán sau, nếu như ta dự tính không sai, bọn họ là mượn chất lỏng của Côn Ngô thần thụ này đến tăng lên sức mạnh toàn tộc. Thiên phú của ế xanh tộc xác thực mạnh hơn hỏa ngư tộc các ngươi, nếu bọn họ có thể trực tiếp hấp thu lực lượng của Côn Ngô thần thụ, vậy thì phiền phức. Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Bên trong thần thụ này xác thực có vài cỗ lực lượng mạnh mẽ, bởi vì ngủ đông trong đó, ta cũng không phân biệt ra được tình huống. Sợ là đã phá hoại thời gian rất lâu. Chúng ta trước tiên tiến nhập vào trong thần thụ rồi hãy nói. Mấy người đang muốn bơi vào, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Người nào, dám xông vào cấm địa của ế xanh tộc ta, muốn chết. Nước biển ở trước mắt mọi người cuốn lên, không ngừng xoay tròn ra, 7 tên ế xanh tộc, mỗi người cầm một thanh cương xoa xuất hiện ở trước mặt mấy người, một người trong đó trên người tản mát ra khí tức hiển nhiên là Vũ Tông Cường Giả. Những hải tộc này đều có một đặc tính, vũ khí thích nhất chính là cương xoa, mặc kệ tộc gì, tất cả đều dùng tam tiêm cương xoa. Ngoại trừ đây là mô phỏng theo một thần khí của Tam Gia Gia, cương xoa là binh khí dùng rất ít vật liệu, ở trong biển dễ dàng triển khai. Vèo. Lần này không cần Lý Vân Tiêu hạ lệnh, ngoại trừ hỏa ngư tộc tộc trưởng ra, 7 người đồng thời xuất thủ, mấy người đối phương còn chưa phản ứng liền đầu một nơi thân một nẻo. Tên Vũ Tông Cường Giả kia bị đối phương bộc phát ra khí tức sợ hết hồn, trong nháy mắt gào thét nói, ngươi các ngươi là, a. 7 người trong phút chốc diệt sạch, người nào? Lần này rốt cục đã kinh động cường giả trong ế xanh tộc, một âm thanh vô cùng bá đạo từ trong Côn Ngô thần thụ truyền ra, hơn nữa hơi thở kia dần dần áp sát. Đừng để ý tới hắn, trước đi vào lại nói. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, trước tiên nhảy vào trong Côn Ngô thần thụ, trong nháy mắt biến mất ở trong đó. 7 người khác cũng đồng thời theo sát phía sau. Côn Ngô thần thụ chính là thượng cổ thần vật, bên trong tự thành một giới, mỗi một tiết cành dài không biết bao nhiêu mét, đứng ở phía trên phảng phất như là bình địa, hơn nữa 4 phương thông suốt khiến người ta hoa cả mắt, coi như là hỏa ngư tộc tộc trưởng cũng mỗi đi vài bước liền suy tư một trận. Lý Vân Tiêu cần nhất là tìm ra dưỡng hồn mộc, vật ấy chính là Côn Ngô thần thụ hấp thu lượng lớn sinh mệnh hồn phách mới có thể tầm bổ sinh ra,
bình thường chỉ có đến gần hạch tâm nhất của Côn Ngô thần thụ mới có. Biện pháp đơn giản nhất chính là một đường chém cành đi qua, nhưng hiển nhiên người Hỏa Ngư tộc sẽ không đồng ý, hơn nữa dễ dàng đưa tới kẻ địch. Hỏa Ngư tộc tộc trưởng càng đi vào trong, sắc mặt càng trở nên khó coi, nơi này càng là có lượng lớn thần thụ nguyên dịch, cực kỳ nồng nặc, hiển nhiên thần thụ đã bị phá hỏng rất nghiêm trọng. Khoảng chừng đi qua thời gian uống cạn chén trà, liền ngừng lại. Tộc trưởng nhìn một đoạn cành to lớn, sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, ở chỗ cắt còn có lượng lớn nguyên dịch tràn ra, một mùi vị vô cùng nồng xông vào mũi. Lý Vân Tiêu nghe mùi vị này, chỉ cảm thấy cảnh giới vừa đột phá trong cơ thể mơ hồ lại bắt đầu tăng lên. Mà Phượng Hoàng chân hỏa ẩn nấp ở sâu trong linh hồn cũng như cảm nhận được cái gì, bắt đầu trở nên sinh động, ngay cả thân thể của hắn cũng ở dưới cỗ hỏa diễm kia, trở nên cực kỳ khô nóng, toàn thân mơ hồ đỏ lên. Vân Thiếu, ngươi không có sao chứ? Đoàn Việt phát hiện sự khác thường của hắn, giật mình nói. Không có chuyện gì. Lý Vân Tiêu từ tốn nói, nhưng trong ánh mắt lại càng ngày càng ác liệt, hắn nhẹ nhàng dùng tay ở trên cành cây thần thụ phất qua, nhất mạch tạo hóa công đem nguyên dịch hầu như thực chất kia hút vào trong cơ thể, một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái lưu chuyển toàn thân, bên trong nguyên dịch này ẩn chứa nguyên khí càng là hóa thành một luồng chân khí đi khắp chu thiên, cuối cùng chìm vào trong đan điền, hóa thành sức mạnh của mình. Càng để hắn mừng rỡ chính là, tựa hồ hỏa diễm ở sâu trong linh hồn cũng chiếm được tầm bổ, trở nên hơi sinh động. Cho tới nay đều không cách nào khống chế Phượng Hoàng chân hỏa, chỉ có thể gọi ra một đạo hư ảnh. Nếu như có thể mượn sức mạnh của Côn Ngô thần thụ này triệt để khống chế Phượng Hoàng chân hỏa, đối với hắn mà nói tuyệt đối là chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên là thiên tài địa bảo. Trong ánh mắt hắn lập lòe hàn quang, trong lòng cũng hơi tức giận lên. Thiên tài địa bảo như vậy, lại bị phá hoại. Những người này thật đáng chết. Hỏa Ngư tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Thánh giả đại nhân, Côn Ngô thần thụ chia làm ngoại ba tầng cùng nội ba tầng, nơi này đã là chỗ trong ngoài tiếp giáp. Lại đi vào trong, chính là nội ba tầng. Chúng ta một đường tới đây đều không có nhìn thấy ế sanh tộc, chỉ sợ bọn họ đều trốn ở trong nội ba tầng tu luyện. Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, lạnh lùng nói. Không sai, ta đã cảm giác được bên trong có rất nhiều khí tức cường đại. Bọn họ nhất định là nghĩ thông suốt qua biện pháp mổ gà lấy trứng, một lần đem sức mạnh của Côn Ngô thần thụ tiêu hao sạch sẽ, từ đó tăng lên lực lượng toàn tộc. Cũng không biết tiến hành bao lâu, ta sợ sức mạnh của ế sanh tộc, có thể còn trên chúng ta dự tính. Hỏa Ngư tộc tộc trưởng kinh hãi nói. Làm sao có thể, này nên làm thế nào cho phải? Lý Vân Tiêu nói. Hừ, liền xem ai thu tài nguyên nhiều nhất, bọn họ thu tài nguyên, chúng ta cũng thu, xem ai vượt qua ai. Kiệt kiệt, ý nghĩ rất tốt, nhưng đáng tiếc các ngươi không cái mệnh này rồi. Trên bầu trời của mọi người đột nhiên hiện ra một bóng người ế sanh tộc, chính là người vừa nãy lần theo bọn họ. Vẻ mặt kiệt ngạo, lạnh lẽo nhìn mấy người, châm chọc nói, ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là đám Hỏa Ngư. Các ngươi lại dám trở về, bổn tộc chiếm dụng thần thụ của các ngươi, là vô thượng quang vinh của các ngươi, lại dám không biết phân biệt. Mấy người Hỏa Ngư tộc thay đổi sắc mặt. Bọn họ vốn là tồn tại, tộc cấp, dĩ nhiên bị sỉ nhục là, quần, này đã là thiên đại sỉ nhục, ở trong hải tộc, loại nhục nhã này là cừu hận không chết không thôi. Tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói. Hỏa Ngư tộc chúng ta khắp nơi nhường nhịn tránh lui, nhưng các ngươi lại được voi đòi tiên. Lần này cho dù dùng lực lượng toàn tộc, cũng liều mạng với các ngươi. Liều mạng, người ế sanh tộc kia như nghe được chuyện cười, cười nhạo không ngớt. Chỉ bằng các ngươi. Nếu không phải không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ bằng các ngươi những con tôm này cũng có thể sống đến hiện tại sao? Các ngươi vẫn cho là C cấp hải tộc che chở chúng ta. Kỳ thực đây là bảo vệ mệnh cho những con tôm các ngươi à. Ta phi. Tộc trưởng tức giận trùng thiên. Lúc các ngươi vừa tới Nam Hải, mạnh nhất cũng chỉ là cửu tinh vũ tông đỉnh cao, lúc đó nếu như ta hạ quyết tâm, các ngươi một cái cũng đừng muốn sống. Hiện tại ta thật hận à. Đều do mình do dự thiếu quyết đoán, mới dẫn đến cục diện hôm nay. Hừ, một cái cũng đừng muốn sống. Khẩu khí thật lớn, lúc trước bộ tộc ta ở Đông Hải, quản hạt hơn triệu hải vực, coi như là Đông Hải vương giả thấy bộ tộc ta cũng là lễ ngộ rất nhiều. Các ngươi những con tôm này xách giày cho tộc ta cũng không xứng. Hôm nay có vinh hạnh kính dâng thần thụ cho tộc ta, là vinh quang của bọn ngươi, lại vẫn thuyết tam đạo tứ, thật là đáng chết. Ha ha. Thiết Lăng không nhịn được châm chọc cười gằn. Ngày xưa xác thực rất uy phong,
Vũ Hoàng cường giả trở lên bị một tên nhân loại diệt sạch, còng đuôi không xa vạn dặm chạy đến Nam Hải, ghê gớm, thật không chịu nổi. Này chính là chỗ đau của ế xanh tộc, người kia nhất thời giận tím mặt, giống như phát rồ quát, muốn chết. Hai tay hắn mở ra, hai cỗ sức mạnh khổng lồ bỗng dưng dâng lên, mười ngón hợp lại, trong nước đột nhiên xuất hiện hai vòng xoáy, giao hòa cùng nhau, đem nước biển bốn phía nhiễu loạn, ngưng tụ thành một luồng sức mạnh khổng lồ, như mũi khoan đè ép xuống, cành cây thần thụ bốn phía ở dưới nguồn sức mạnh này bị phá tan. Cửu Tinh Vũ Tông, Thiết Phàm cả kinh, nội tâm khiếp sợ không thôi, xem ra xác thực như thánh giả đại nhân từng nói, chúng ta đánh giá thấp sức mạnh của ế xanh tộc. Sợ là trong khoảng thời gian bọn họ đạt được côn ngô thần thụ này, đã tăng nhanh như gió a. Tên ế xanh tộc này cũng không phải đầu lĩnh trước đây thấy qua, dĩ nhiên cũng có lực lượng Cửu Tinh Vũ Tông. Thiết Phàm, tránh ra. Đột nhiên tộc trưởng trầm giọng nói, trên người một luồng sức mạnh tuyệt cường phóng thích ra, đem Thiết Phàm đẩy qua một bên. Thiết Phàm kinh hãi đến biến sắc, sợ hãi nói. Tộc trưởng đại nhân, thân thể của ngài, không có chuyện gì. Sắc mặt tộc trưởng tái xanh, khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, một luồng khí tức kinh khủng ở phụ cận lan tràn ra, trong nháy mắt ngăn trở vòng xoáy kia, hắn từng chữ lạnh lùng nói, không giết sạch đám xúc sinh này, ta sẽ không chết. Ngươi, nguồn sức mạnh này. Trong lòng tên ế xanh tộc kia giật mình, nhìn vẻ mặt tộc trưởng đầy sát khí, ngơ ngác thất thanh nói, ngươi, ngươi là hỏa ngư tộc tộc trưởng. Hừ, nếu biết, vậy chịu chết đi. Khí thế trên người hỏa ngư tộc tộc trưởng trong nháy mắt nổ tung, một luồng lực lượng khiến lòng người kinh hãi, đột nhiên đem tộc nhân ế xanh tộc kia khóa chặt, nước biển bốn phía bỗng nhiên hướng về trung gian đè xuống. Tên ế xanh tộc kia ngơ ngác, vội vàng hướng về phía sau bỏ chạy, nhưng còn đi được sao? Tại chỗ bị ép tới biến hình, cả thân thể bắt đầu vặn vẹo, thậm chí ở trong nước không ngừng lăn lộn, tựa hồ muốn kết thành bánh quai trèo. Hắn sợ hãi giống to. Tiện quần hỏa ngư tộc, các ngươi dám động thủ với ta, chẳng lẽ thật sự không sợ lửa giận của ế xanh tộc ta? Hừ, lửa giận, hiện tại là lúc ế xanh tộc các ngươi chịu đựng lửa giận của hỏa ngư tộc ta. Hỏa ngư tộc tộc trưởng giận dữ hét. Tinh tuyền song sát, chết. Hai tay hắn hợp lại, hai đạo hải lưu dâng trào lên, đem tên ế xanh tộc nguyên bản vặn vẹo không ra bộ dạng gì nữa kia hoàn toàn cuốn vào. A, à, không chết tử tế được, các ngươi từng cái không chết tử tế được. Hải quân thấp kém, chờ bị ế xanh tộc ta triệt để xóa bỏ đi. A, à, tên ế xanh tộc kia kêu thảm thiết một tiếng, trong nháy mắt bị hải lưu quyển tan xương nát thịt, hóa thành huyết nhục bị nước biển tách cuốn đi. Tộc trưởng đại nhân, ngài không có sao chứ? Thiết Phàm bi phẫn đỡ tộc trưởng, sau khi hỏa ngư tộc tộc trưởng giết chết người kia, liền mất đi thần thái, thân thể trong nháy mắt già yếu, dáng vẻ khô quắt. Hai mắt Thiết Phàm đỏ chót, giọng căm hận nói, đều do ta. Đều do ta thường ngày không nỗ lực tu luyện. Ngay cả một tên Cửu Tinh Vũ Tông cũng không thu thập được, hại tộc trưởng ngươi ra tay. Cha, cha, ngươi không có việc gì chứ? Thiết Lăng càng là nước mắt dâng lên, liều lĩnh ôm tộc trưởng lớn tiếng khóc giống. Thánh, thánh sứ đại nhân. Hỏa ngư tộc tộc trưởng dùng tay run rẩy cầm lấy tay Lý Vân Tiêu, khẩn cầu. Thánh sứ đại nhân, tương lai hỏa ngư tộc liền giao cho ngươi rồi. Ta sợ là đi không tới nơi trọng yếu của côn ngô thần thụ, phía dưới liền để Thiết Phàm mang ngài đi. Lý Vân Tiêu cau mày, giơ tay lên, một cây kim châm kẹp ở giữa hai ngón tay, lấy tốc độ cực nhanh ở trên người hỏa ngư tộc tộc trưởng gật liên tục mấy cái, sau đó lấy ra một viên đan dược để hắn nuốt vào, hừ lạnh nói, đừng làm bộ dáng sinh ly tử biệt, bất quá là sinh cơ sắp tiêu hao hết mà thôi. Nơi này là trong côn ngô thần thụ, trong đất trời sinh cơ nồng nặc. Ngươi muốn chết? Cũng không dễ dàng như vậy, hả? Sau khi hỏa ngư tộc tộc trưởng nuốt vào đan dược, nhất thời cảm thấy cỗ tâm ý mệt mỏi dần dần đi xa, người bắt đầu phấn chấn lên, giật mình nhìn thân thể của mình. Này, chuyện này, này cái gì, mau mau dẫn đường đi, Lý Vân Tiêu cười nhìn hắn nói. Vâng, vâng, đa tạ thánh sứ đại nhân, ha ha, không cần chết rồi. Trong mắt hỏa ngư tộc tộc trưởng bạo xuất ra một vệt tinh mang, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Hắn quay đầu nhìn mấy người Thiết Lăng nước mắt giàn giụa, hừ lạnh nói, khóc cái gì, ta còn chưa có chết đâu, không phải là ước gì ta chết sớm chứ. Hừ, a, à, mấy người đều trợn mắt ngoác mồm, không hiểu Lý Vân Tiêu đến cùng làm cái gì. Bản thân Thiết Lăng là hải luyện sư, nhớ tới thủ pháp kim châm của Lý Vân Tiêu, nhất thời trong mắt bốc lên ánh sáng, tràn đầy vẻ khát vọng.
đột nhiên Lý Vân Tiêu truyền âm nói. Tộc trưởng, thân thể ngươi suy kiệt, ta chỉ là tạm thời áp chế lại mà thôi. Đợi đến trung tâm, ta bày xuống đại trận, có thể trợ giúp ngươi tăng cường 100 năm tuổi thọ. Nhưng ở trước đó, ngươi quyết không thể xuất thủ lần nữa, bằng không chắc chắn phải chết. Thân thể hỏa ngư tộc tộc trưởng hơi chấn động một cái, cảm kích quay đầu lại nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Đừng dùng ánh mắt ám muội như thế nhìn ta, đi nhanh lên đi. Ta cảm giác được có vài cỗ khí tức cường đại áp sát. Lúc này ánh mắt của hỏa ngư tộc tộc trưởng mới lóe lên, tăng nhanh tốc độ. Ngay khi mấy người rời đi một lát, chỗ tên ế xanh tộc hóa thành huyết nhục kia đột nhiên nhiều thêm mười mấy người, tất cả đều là người ế xanh tộc. Một người trong đó trên người hiện ra màu vàng nhàn nhạt, khí thế hoàn toàn ở trên 10 người khác, ánh mắt hắn lạnh lùng quét một vòng, lạnh giọng nói, có 8 cổ khí tức không giống, yếu nhất là đại vũ sư, còn có một tên vũ hoàng. Cái gì? Một tên tộc nhân ế xanh tộc sợ hết hồn, giật mình nói. Dĩ nhiên có vũ hoàng cường giả, Đạt Lạc đại nhân, này như thế nào cho phải, có nên thông báo mấy vị đại nhân khác hay không? Không cần, bọn họ đều đang bế quan. Đạt Lạc ngưng tiếng nói. Từ trên khí tức đến xem, tên vũ hoàng này cũng không phải rất mạnh, hẳn chỉ là nhất tinh vũ hoàng, 7 người khác càng không đủ sợ hãi. Khoảng thời gian này càng ngày càng không yên tĩnh, cũng không biết thần thụ này còn có thể chống đỡ bộ tộc ta hấp thu bao lâu. Tên ế xanh tộc kia cười nói. Côn Ngô thần thụ này quả thật là cuộc đời ta ít thấy, sợ là hấp thu hơn 100 năm nữa cũng không thành vấn đề. Hỏa ngư tộc kia thật không hổ là chủng tộc cấp thấp. Sở hữu của cải như vậy dĩ nhiên không biết dùng. Hừ, thiên tài địa bảo như vậy, là người người có thể hưởng dụng sao? Đại Lạc cười lạnh nói. Nếu như lại có thêm 100 năm, cho dù bộ tộc ta không cách nào khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao của 30 năm trước, nhưng xuất hiện 1, 2 tên vũ đế vẫn là vô cùng có khả năng. Đến thời điểm giết về Đông Hải, đem những bộ tộc phong ân phụ nghĩa, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu kia toàn bộ giết sạch. Tên ế xanh tộc kia cũng khà khà nở nụ cười, đột nhiên hỏi, Đạt Lạc đại nhân, vậy 8 người xông vào làm sao bây giờ? Đạt Lạc suy nghĩ một chút, hừ lạnh nói. Đã có vũ hoàng ở trong đó, này liền tùy bọn họ đi. Côn Ngô thần thụ thực sự quá to lớn, nếu không có bức phún tộc ủng hộ chúng ta, là không cách nào tiêu diệt bọn chúng. Cái gọi là thấy, phúc cùng hưởng, chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng đại kế của bộ tộc ta, để bọn họ chia một chén canh cũng không sao. Đạt Lạc đại nhân quả nhiên cao kiến. Tên ế xanh tộc kia nhất thời vuốt mông ngựa cuồn cuộn. Cái gọi là ngàn xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Mặc dù là cường giả, cũng khó tránh khỏi có tâm thích tán dương, tựa hồ Đạt Lạc cũng rất hưởng thụ vuốt mông ngựa, hừ nhẹ mấy lần, liền dẫn cả đám biến mất tại chỗ. 8 người Lý Vân Tiêu ở dưới hỏa ngư tộc tộc trưởng dẫn dắt, rất nhanh đi tới một địa phương cánh lá chẳng chịt, không gian càng ngày càng nhỏ, đầu đầu cũng là cành cây. Bên trong sinh cơ cũng càng ngày càng đậm. Hỏa ngư tộc tộc trưởng vui vẻ nói. Thánh sứ đại nhân, nơi này là khu vực trung tâm rồi. Tuy rằng nhìn qua không gian cực nhỏ, nhưng mà bên trong lại có từng cái chỗ trống to nhỏ bất nhất, chỉ cần chúng ta tùy tiện tìm tới một cái, liền có thể dung thân đi vào tu luyện. Không sai. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, hắn bấm tay hướng về một thân cây bên người điểm tới, nhất thời nổ tung một đoàn chất lỏng màu xanh lục. Thân cây này cấp tốc hướng về hai bên tách ra, hiện ra một cái cổng. Ngươi nói chỗ trống là cái này phải không? Hỏa ngư tộc tộc trưởng trợn to mắt, giật mình nói. Thánh sứ đại nhân là làm được bằng cách nào? Tuy chỗ trống này không ít, nhưng mà vô cùng khó tìm. Thân cây nơi này tuy yếu đuối, nhưng lại có thể ngăn cản thần thức. Lý Vân Tiêu im lặng không lên tiếng, trực tiếp bơi vào trong huyệt động, hắn cũng chẳng biết vì cái gì. Mình liền không hiểu ra sao biết bên cạnh có chỗ trống. Có thể là cùng Phượng Hoàng chi hỏa trong cơ thể có quan hệ. Chỗ trống này lớn như một sân bóng rổ, bốn phía tất cả đều là cành cây của Côn Ngô thần thụ vây lại. Lý Vân Tiêu kiểm tra bốn phía một phen, khá là hài lòng nói, không tệ, chính là ở đây. Ta bố trí một cái trận pháp, để tất cả mọi người sảng khoái tu luyện. Lý Vân Tiêu nói xong liền bắt đầu bố trí, thỉnh thoảng để Thiết Lăng giúp đỡ. Mấy người còn lại thì cẩn thận chờ đợi ở cửa động, rất nhanh một cái trận pháp đơn giản ở trong chỗ trống hình thành, bốn phía che kín các loại nguyên tinh, dùng để cung cấp nguyên lực cho trận pháp vận chuyển. Thánh sứ đại nhân, đây là trận pháp gì? Trong đó có mấy nơi tựa hồ vi phạm nguyên lý cơ bản của trận pháp. Thiết Lăng thực sự không nhịn được mở miệng hỏi, ở trong quá trình bố trí,
hắn dám khẳng định học thức của Lý Vân Tiêu trên hắn rất nhiều, thêm vào thân phận bây giờ của đối phương, hắn cũng không dám có quá nhiều nghi vấn, chỉ là bản năng ham học hỏi của Hải Luyện Sư để hắn không nhịn được. Ha ha, không sai, ngươi xem rất tỉ mỉ. Trận pháp này là bản đơn giản của tạo hóa nhất mạch đại trận, có thể trực tiếp đem linh khí trong thiên tài địa bảo hấp thu chuyển hóa thành chân khí của mình. Chính là một thượng cổ trận pháp, theo thiên tài địa bảo của thiên vũ giới từ từ ít ỏi, trận pháp này cũng dần dần mai một. Bất quá ở trong tứ hải, bảo bối còn rất nhiều. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta đem trận pháp này truyền thụ cho ngươi. Hắn đối với thiếu niên Thiết Lăng này cũng dần dần nổi lên ái tài chi tâm, nếu không phải chủng tộc khác biệt, mặc dù là thu hắn làm đồ đệ cũng không phải không thể. Thật sự, đa tạ thánh sứ đại nhân. Thiết Lăng kích động lớn tiếng nói cảm ơn. Đám người hỏa ngư tộc tộc trưởng nhất thời bị kinh động đi vào, Đoàn Việt xem trận pháp phức tạp trên đất, một mặt choáng váng, chỉ nhận ra những nguyên tinh lóng lánh kia. Vân Thiếu, trận pháp này có thể giúp chúng ta đột phá. Người còn lại cũng là một mặt chờ mong cùng ngờ vực. Hừm, chớ xem thường đại trận này. Đây chính là trận pháp mà đại năng thời kỳ thượng cổ thường sử dụng. Đáng tiếc hiện tại thiên địa nguyên khí từ từ mỏng manh, ngoại trừ trong biển rộng, chạy đi đâu tìm thiên tài địa bảo kinh người như vậy đến triển khai trận này. Chư vị không cần hoài nghi, đều vào trong trận pháp đi. Cả đám người vội vàng chen vào, mỗi cái ngồi xếp bằng. Lý Vân Tiêu đánh ra mấy cái pháp quyết, những nguyên tinh kia nhất thời tuôn ra một trận hào quang, xa xa không ngừng cung cấp nguyên khí đến trong trận pháp. Nguyên tinh phổ thông nội hàm nguyên khí, so với nguyên thạch cường hơn rất nhiều. Cái này cũng là nguyên nhân hải dương tài nguyên quá mức phong phú. Rất nhanh, một loại cảm giác quái dị bắt đầu ở trong chỗ trống lan tràn. Loại cảm giác này, hỏa ngư tộc tộc trưởng là cái thứ nhất trong mắt tỏa sáng, mừng lớn nói, ha ha, thật mạnh. Dĩ nhiên có thể trực tiếp hấp thu hóa thành chân khí, chơi ạ, thánh sứ đại nhân, không hổ là thánh sứ đại nhân a. Mấy người khác cũng dần dần cảm nhận được linh khí nồng nặc phô thiên cái địa, tất cả đều kinh hãi. Thiết Lăng kích động nói, loại nồng độ linh khí này, nếu như ở chỗ này tu luyện một năm nửa năm, coi như là xung kích vũ tôn, vũ đế, cũng không phải là không thể được a. Lý Vân Tiêu nhìn vẻ mặt mọi người hoan hô nhảy nhót, nội tâm khẽ mỉm cười. Coi như là nhiều côn ngô thần thụ hơn nữa, cũng không chịu nổi tạo hóa nhất mạch đại trận của hắn hấp thu, đừng nói một năm nửa năm, tám người đồng thời sử dụng, dù 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc chịu nổi. Hơn nữa trận pháp này là trực tiếp lấy ra linh khí trong thiên tài địa bảo, nếu như sau khi linh khí trôi đi nhất thời hóa thành phàm vật, lực phá hoại so với ế xanh tộc chặt cây thu dịch còn mạnh hơn, chỉ cần không giết chết thần thụ, chém đứt còn có thể khôi phục. Nhưng loại lấy ra linh khí này là hoàn toàn mổ gà lấy trứng, trừ khi trải qua mấy chục ngàn năm thậm chí càng lâu, bằng không côn ngô thần thụ này là khôi phục không nổi. Nếu như đem tình huống nói ra, không biết vài tên hỏa ngư tộc kia sẽ có ý kiến gì, nhưng giờ khắc này Lý Vân Tiêu cũng quản không được quá nhiều. Thiên địa linh lực kinh người như vậy, coi như là hắn cũng động tâm. Rất nhanh liền điên cuồng hấp thu. Thời gian từng chút trôi qua, mấy người hoàn toàn trầm tích ở bên trong vui sướng to lớn. Hỏa ngư tộc tộc trưởng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình lần thứ hai tỏa ra sinh cơ, một loại cảm giác tuổi trẻ đã lâu không gặp lại trở về. Lấy Thiết Phàm cầm đầu ba tên đầu lĩnh, nguyên bản đều là có thương tích tại người, ở trong đại trận hấp thu không lâu liền hoàn toàn khôi phục, bắt đầu xung kích cảnh giới càng mạnh hơn. Thiết Phi cùng Thiết Lăng cũng vui mừng khôn xiết, chân khí tăng trưởng nhanh chóng, để bọn họ trố mắt há hốc mồm. Lý Vân Tiêu càng là tiền lời không ít. Hắn ở thời điểm vận chuyển trận pháp liền làm ra tâm nhãn, chỗ mình ngồi là mắt trận trung tâm nhất, linh khí bàng bạc nhất. Vừa lên cấp nhị tinh đại vũ sư không lâu, rất nhanh liền đạt đến nhị tinh đỉnh cao, bắt đầu xung kích tam tinh. Một lát sau, hắn hơi mở hai mắt ra, cười nói. Tam tinh đại vũ sư sao? Tốc độ rất nhanh. Ở một bên Đoàn Việt cũng nhận ra được hắn thăng cấp, nhất thời ngạc nhiên, cười khổ không thôi, cau mày thở dài. Lão Đoàn! Chuyện gì xảy ra? Làm sao chân khí trong cơ thể ngươi không có một chút biến hóa nào? Lý Vân Tiêu bỗng nhiên cau mày, con ngươi hơi mở ra, nhìn chằm chằm thân thể của Đoàn Việt, tựa hồ đem hắn nhìn thấu. Ta! Đoàn Việt trầm tư một trận, mới nói, bên trong cơ thể của ta bị người phong ấn. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, vội vã tiến lên vỗ ra một chưởng, chỗ chưởng phong đi qua, nhất thời chấn nát quần áo trên người Đoàn Việt, một thân thể rắn chắc hiện lên trước mắt. Ở trên người Đoàn Việt,
chỗ lồng ngực rõ ràng hiện lên ba điểm nhỏ giống như nòng nọc, nhiễu thành một vòng. Chuyện này, trong nháy mắt Lý Vân Tiêu há hốc mồm, thất thanh nói, tam hợp quỷ nhãn chú ấn. Thân thể Đoàn Việt đột nhiên thoáng run rẩy, tựa hồ nhớ ra chuyện kinh khủng gì đó, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, đồng thời càng thêm khiếp sợ chính là Lý Vân Tiêu dĩ nhiên nhận ra chú ấn này, sợ hãi nói, ngươi, làm sao ngươi biết tam hợp quỷ nhãn chú ấn? Lý Vân Tiêu một mặt hắc tuyến, nuốt nước miếng nói, là ai phong ấn ngươi? Là ai, ngươi nếu nhận ra, chẳng lẽ còn đoán không ra sao? Đoàn Việt có chút kỳ quái nói. Lẽ nào rất nhiều người biết triển khai phong ấn này? Ta đi tìm không ít thuật luyện sư, đều không thể ra sức. Hắn ngẩn ra nói. Vân Thiếu, cái phong ấn này của ta có khả năng giải trừ không? Hoa Thiên Thụ, Mạc Tiểu Xuyên, Quân Như Vân, hay là Hắc Liên Thiếu Hoàng? Không thể là Dương Địch A, hắn không có bản lãnh này. Lý Vân Tiêu đem tên của đồ đệ hắn đếm một lượt, sau đó cười nói. Trước đây thực lực của ngươi khẳng định không chỉ thất tinh Vũ Tông A. Một khi tam hợp quỷ nhãn chú ấn này đặt ở trên người, không chỉ không cách nào hấp thu nguyên khí tu luyện. Hơn nữa tu vi sẽ không ngừng bị chú ấn nuốt chửng, dần dần suy sụp xuống. Cha cha, thực lực của ngươi trước đây là gì? Cửu tinh Vũ Tông, hay là Vũ Hoàng? Đoàn Việt sửng sốt một chút, tựa hồ có chút hồi ức, cay đắng nói. Người phong ấn ta chính là Dòng Binh Thành Khinh Ca Xâm Lâm Hắc Liên Thiếu Hoàng. Lúc trước ta vốn là một tên dòng binh của Khinh Ca Xâm Lâm, bởi vì nguyên do đắc tội Hắc Liên Thiếu Hoàng. Hắn nguyên bản là muốn giết ta, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đem ta phong ấn, cũng coi như là một loại nhân từ. Những năm gần đây, ta mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đột phá chú ấn này, nhưng tất cả đều tay trắng trở về. Hiện tại ta ở Thanh Hải trấn bán mạng kiếm tiền, chính là vì chủ bị đầy đủ vật trao đổi, đi hóa thần hải tìm thuật luyện sư cao cấp hơn. Hắn dừng một chút, đầy vẻ chờ mong hỏi. Vân Thiếu, người đã nhận ra phong ấn này, hơn nữa nói ra được nhiều người biết triển khai phong ấn này như vậy, vậy ngươi nhất định cũng biết phương pháp giải trừ, có đúng hay không? Hóa ra là tiểu quỷ thiếu hoàng kia. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện ra một tia cổ quái, thầm mắng một câu, những nhóc con này. Chỉ biết gây phiền toái cho ta. Cái gì? Đoàn Việt nghe mà có chút mơ hồ. Vân Thiếu, đến cùng có thể giải hay không? Khuôn mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một nụ cười trêu tức, gật đầu liên tục nói, đương nhiên có thể giải, hơn nữa phương pháp giải trừ vô cùng đơn giản. Chính ngươi liền có thể làm được, thật sự. Đoàn Việt kinh hỉ như điên, đột nhiên nắm lấy tay Lý Vân Tiêu, kích động khó có thể tin. Mau nói cho ta biết, Vân Thiếu, van cầu ngươi. Ngươi không biết cái chú ấn này để ta không có một ngày ngủ ngon giấc. Phương pháp giải phong ấn rất đơn giản, chỉ cần ngươi tự cung là được, phong ấn tự động giải trừ. Bên trong chỗ trống nhất thời yên tĩnh lại, ha ha. Thiết Lăng cười to, ôm bụng cười đến không xong rồi. Vài tên hỏa ngư tộc còn lại cũng cố nén cười ý, bọn họ cảm thấy ở trước mặt thánh giả cười to là sự tình cực kỳ thất lễ, trên mặt nhẫn đến vặn vẹo lên. Trên trán Đoàn Việt mồ hôi lạnh tràn trề. Vân Thiếu, ta đã thảm như vậy, ngươi còn có tâm tư đùa giỡn. Lý Vân Tiêu lẳng lặng nhìn hắn, nghiêm túc nói. Ta không có đùa giỡn, cái phong ấn này chính là thượng cổ phong ấn, là sư phụ cổ phi dương của Hắc Liên Thiếu Hoàng trong lúc vô tình phát hiện, sau đó liền thoáng sửa chữa một thoáng. Đem cơ hội phá phong để cho người phong ấn, liền nhìn hắn có quyết tâm này hay không. Lúc trước người bị cổ phi dương dùng phương pháp này phong ấn không ít, đại thể đều là từ đây mai danh ẩn tích. Không còn ló mặt. Chỉ có một tên gọi là Nhậm Bất Bại Vũ Đế, thì lại mạnh mẽ tự cung, rốt cục mở ra phong ấn. Mấy người hỏa ngư tộc nhất thời thay đổi sắc mặt, bọn họ vừa nghe đến tên cổ phi dương, nhất thời không có hảo cảm. A, Đoàn Việt ngoác to miệng, Nhậm Bất Bại hắn cũng nghe qua, là cường giả tính cách cực kỳ cổ quái, giết người như ngóe, hơn nữa dị thường biến thái, chuyên ngủ với nam, không nghĩ tới dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Hắn nhất thời dại ra. Qua, cổ phi dương này thật là xúc sinh a. Dĩ nhiên phát minh thủ đoạn tàn nhẫn như vậy dằn vặt người, không chết tử tế được, không chết tử tế được a. Đoàn Việt nguyền rủa động trời. Như thế, một là tu vi đại giảm, hai là làm hoạn quan, điều này làm cho hắn làm sao có thể không phát điên. Bao nhiêu năm hy vọng nháy mắt hủy hoại trong một ngày, hầu như muốn triệt để sụp đổ. Lý Vân Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói. Cổ phi dương là người ta kính trọng nhất, hắn không chỉ võ đạo vô địch thiên hạ, hơn nữa tài hoa phong lưu không người nào có thể sánh,
là tuyệt thế mỹ nam tử vạn năm không có. Nếu ngươi lại nói xấu hắn một câu, ngươi liền chuẩn bị tự cung đi. Ồ, Thiết Lăng đột nhiên không nhịn được nôn mửa, nhìn Lý Vân Tiêu chuyển qua ánh mắt giết người, vội vàng nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, không dám nói lời nào. Mấy người Hỏa Ngư tộc tộc trưởng cũng là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới thánh giả đại nhân dĩ nhiên kính nể Cổ Phi Dương như vậy. Vậy bọn họ, Đoàn Việt vừa nghe, nhất thời phản ứng lại, vội vàng xông lên trước nắm lấy tay Lý Vân Tiêu nói, Vân Thiếu, nghe ngươi nói như vậy, không cần tự cung cũng có thể giải trừ phong ấn, có đúng hay không? Đúng là đúng, bất quá người nào đó tựa hồ đối với Cổ Phi Dương đại nhân bất kính a. Làm sao sẽ, Cổ Phi Dương đại nhân là võ giả vô địch của thiên vũ giới, là đại cứu tinh của nhân loại, là minh nguyệt lấp lóe ở trên trời, là bất thế mỹ nam tử a. Ồ, được rồi được rồi. Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy trong dạ dày quay cuồng, vội vàng chặn lại nói. Được rồi, ta nói thật với ngươi đi. Tam hợp quỷ nhãn chú ấn nhất định phải có tinh huyết của người thi ấn mới có thể mở ra, nhưng ta sẽ dạy ngươi một loại bí pháp, có thể làm cho ngươi mỗi ngày phá tan phong ấn nửa canh giờ. Nói như vậy là nhất định phải có máu của Hắc Liên Thiếu Hoàng. Đoàn Việt nhất thời có loại cảm giác tuyệt vọng, khổ sở nói. Hắc Liên Thiếu Hoàng là vũ tôn hàng thật đúng giá a, cách vũ đế phỏng chừng cũng chỉ một bước. Ta có bản lĩnh lấy máu của hắn, đã sớm trực tiếp bắt hắn giải trừ cho ta. Nhưng nghe mỗi ngày có thể mở phong ấn nửa canh giờ, nhất thời hơi cảm thấy vui mừng, có thể giới hạn mở ra, dù sao cũng hơn không thể mở ra tốt. Hơn nữa nếu có thể khôi phục thực lực, cho dù chỉ có nửa canh giờ, cũng đủ để làm rất nhiều chuyện. Cái này ngươi không cần quá lo lắng, chỉ cần tiểu tử ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta nghe sai phái. Đến thời điểm ta tự nhiên sẽ để Hắc Liên Thiếu Hoàng cung cung kính kính đưa cổ qua cho ngươi lấy huyết. Lý Vân Tiêu cười nói. Hiện tại ngươi tỉ mỉ học đi, hơn nữa tu luyện bộ pháp quyết này, bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi tu luyện. Có phong ấn hay không phong ấn khác biệt cũng không lớn. Thiết, ngươi liền thổi đi, nếu như ngươi có bản lĩnh để Hắc Liên Thiếu Hoàng ngoan ngoãn đưa cổ qua, còn có thể ở Hỏa Ô Đế quốc cái địa phương chim không thèm ị kia. Đoàn Việt một mặt xem thường, nhưng vẫn là hết sức căng thẳng nghe Lý Vân Tiêu truyền thụ, rất nhanh một phần pháp quyết liền hiện lên ở trong đầu hắn, hắn cau mày chậm rãi lĩnh ngộ. Lý Vân Tiêu thì lại mỉm cười, lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện, không nghĩ tới trên người Đoàn Việt dĩ nhiên sẽ có tam hợp quỷ nhãn phong ấn, như thế thứ nhất, hắn muốn triệt để giải phong, nhất định phải đi theo bên cạnh mình. Trong lúc vô tình lại nhiều ra một tên cao thủ, Thiếu Hoàng, ngươi là giúp sư phụ cái đại ân a. Cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm xa, dòng binh thành khinh ca xâm lâm. Trong một gian phòng ngủ xa hoa, không ngừng truyền đến tiếng mây mưa. Kim sàn run run liên tục, cùng mặt đất phát sinh tiếng vang cứng rắn, trong lụa mỏng truyền đến vài tên nữ tử tiêu hồn rên rỉ. Đột nhiên, hết thảy âm thanh đều hạ xuống. Chỉ nghe một cô gái nũng nịu yếu ớt nói, Hắc Liên đại nhân, làm sao đột nhiên dừng lại. Ta còn muốn mà, phải phải, ta cũng còn muốn. Vài tên nữ tử líu ra líu díu không tha thứ, mỗi cái lộ ra vẻ khát cầu. Ai? Truyền đến một tiếng nam tử thở dài. Không biết làm sao. Ta đột nhiên nhớ tới sư phụ a. Sư phụ của Hắc Liên đại nhân, này nhất định rất lợi hại a. Một cô gái nháy mắt, ý vị thâm trường khẽ cười nói. Kha kha. Nam tử kia cười khẩy ở trên người nàng chộp tới vỏ đi, làm cho cô gái kia cả người mềm yếu. Sư phụ của ta tán gái chi đạo chú ý chính là trong trăm khóm hoa qua, mảnh diệp không dính vào người. Hừ, dưới cái nhìn của ta, trên đời không còn chuyện so với cái này càng xuẩn. Nơi nào giống như ta, thấy một cái thua một cái, sau đó tới món thập cẩm, đây mới là chính đạo a. Hi hi. Trong màn nhất thời vui cười thành một đoàn, đồng thời mắng, Hắc Liên đại nhân thật là xấu a, hẳn là ngài làm sư phụ hắn mới đúng. Một cô gái nũng nịu thở dốc nói. Hừm, ân, Hắc Liên đại nhân, ngài thật lợi hại a. Sư phụ ngài cái gọi là trong trăm khóm hoa qua, mảnh diệp không dính vào người. Sẽ không phải là bởi vì hắn phương diện kia không được chứ. Hi hi. Trong lều lần thứ hai cười to không ngớt, nhưng trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, không có một tia âm thanh. Ý lạnh nhàn nhạt ở trong giường lan tràn, nam tử kia dường như vạn cổ hàn băng, âm thanh từ tốn nói, lần này tha thứ ngươi, nếu như còn có lần sau nói sư phụ ta đúng sai, ta giết toàn ra ngươi. Âm thanh cẩu hắn cực kỳ nhạt, không có một chút sát khí nào, nhưng cũng để một đám nữ tử như rơi vào hầm băng. Từng cái sợ đến cả người run rẩy không ngớt.
Một nam tử toàn thân trần trụi từ trong chướng đi ra, tùy ý phủ thêm một kiện áo ngoài, hai con ngươi nhìn về phương xa vô tận, thì thào lẩm bẩm còn có mấy tháng, chính là ngày giỗ của sư phụ. Chờ ta đột phá đến cửu thiên cảnh, nhất định phải đi Thiên Đãng Sơn mạch tra ra chân tướng. Nam tử đần độn vô vị quay đầu lại nhìn màn chướng một cái, ở bên trong tấm lụa mỏng bị gió thổi bay, xuân quang vô hạn như ẩn như hiện làm cho người ta mơ màng, nhưng hắn vẫn nhàn nhạt nói ra, hôm nay không có hứng thú, các ngươi nếu là còn có suy nghĩ, tự mình đến phòng bếp lấy mấy quả dưa chuột đi. Hắn nói xong liền lập tức biến mất ở trong phòng ngủ. Tại đáy biển phía xa Nam Hải, Lý Vân Tiêu đang trầm tĩnh ở dưới khoái cảm chân khí phi tốc tăng trưởng, mặc dù là kiếp trước cũng chưa từng có xa xỉ như vậy qua. Mấy ngày sau, trong cơ thể tích lũy nguyên khí sao động lần nữa ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá đến tứ tinh. Ta nói là linh khí trong thần thụ gì đó dần dần có chút không đúng, nguyên lai là các ngươi dở trò. Bên trong không động đột nhiên hiện ra một đạo nhân ảnh dùng ánh mắt băng lãnh nhìn bọn hắn, lạnh giọng nói, đem trận đồ trận pháp này giao ra đây, có thể ban thưởng các ngươi chết toàn thây. Mấy người cả kinh, đột nhiên tỉnh lại, bên trong côn ngô thần thụ này có thể ngăn chặn thần thức, người nọ là từ khi nào tiến đến, vậy mà không một người phát giác. Đạt Mông, Hỏa Ngư tộc tộc trưởng hoảng sợ cả kinh nói, ngươi dĩ nhiên là Vũ Hoàng. Đạt Mông đúng là ế xanh nhất tộc tộc trưởng. Hắn lạnh lùng nhìn xem Hỏa Ngư tộc tộc trưởng, âm thanh lạnh lùng nói. Thiết phẩm, thức thời liền đem trận đồ trận pháp này giao ra đây. Nhìn đến ngươi cũng có phần lực lượng Vũ Hoàng, ta có thể tha thứ hành vi phạm tội của Hỏa Ngư nhất tộc các ngươi. Nhưng từ nay về sau, phải quy phục ế xanh tộc chúng ta, nghe theo điều động. Hỏa Ngư tộc tộc trưởng Thiết phẩm giận dữ nói. Các ngươi đám cường đạo này lại đem thần thụ phá hư thành bộ dáng như vậy, Hỏa Ngư tộc ta cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Hừ, thiên tài địa bảo, người có năng lực chiếm cứ. Thần thụ này tại Hỏa Ngư tộc các ngươi trên vạn năm cũng bất quá là chủng tộc cấp D, thật sự là mất mặt. Chúng ta mới có được bao lâu, thực lực toàn tộc liền đã được đến đề thăng vượt qua. Ta từ lúc Đông Hải đi tới, cũng bất quá là cửu tinh vũ tông mà thôi, nhưng có thể tấn thăng đến nhị tinh vũ hoàng, cũng toàn bộ nhờ vào gốc thần thụ này a hát. Ta thật hận a hát. Thiết phẩm nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu là lúc trước quyết tâm đến cùng ế xanh tộc sống mái với nhau một hồi, chưa hẳn không thể thắng. Bây giờ đối phương đã tiến ra nhị tinh vũ hoàng, hơn nữa đang lúc tráng niên, chính mình bất quá nhất tinh chi cảnh, lại thêm đã dần dần già đi, liền không hề có phần thắng. Đột nhiên bên tai hắn truyền đến tiếng truyền âm khe khẽ của Lý Vân Tiêu. Tộc trưởng đại nhân, người tận lực ngăn chặn hắn trước đã. Thiết phàm đã đến quan đột phá, chỉ cần có thể đột phá. Đến lúc đó hai người các ngươi liên thủ phỏng chừng có phần thắng. Thiết phẩm kinh hỉ nảy ra, quay đầu nhìn Thiết phàm một cái, chỉ thấy trên trán hắn tràn đầy mồ hôi, vẻ mặt biểu lộ ra cực độ thống khổ, hiển nhiên đang giãy giụa tại quan khẩu. Mà hai người Thiết Tý Thiết Tâm cũng đã đột phá đến cửu tinh vũ tông, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng chân khí vẫn còn rõ ràng tăng lên. Hắn lập tức ý thức trách nhiệm tăng nhiều, tương lai Hỏa Ngư tộc hy vọng tất cả ở trên thân mấy người này. Hôm nay cho dù phấn thân toái cốt cũng nhất định phải bảo toàn bọn hắn. Đạt Mông, muốn trận đồ, trước hết từ trên thi thể của ta dẫm qua đi. Thiết phẩm đột nhiên đứng lên, cả người hướng bên ngoài không động lao ra, lạnh lùng nói, có giỏi ra ngoài cùng ta chiến một trận. Đạt Mông lạnh lùng nhìn đám người Thiết phàm một cái, cười nhạo nói. Hẳn là ngươi muốn kéo dài thời gian, cho dù tiểu tử này đột phá đến Vũ Hoàng, cũng vẫn chỉ có kết cục chịu chết. Nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ, ta đây liền cho Hỏa Ngư tộc cấp ngươi một giáo huấn trọn đời khó quên. Hắn đột nhiên nhàn nhạt nhìn Lý Vân Tiêu cùng Đoạn Việt một cái, khẽ nói. Không thể tưởng được các ngươi còn cấu kết nhân loại, mấy ngày hôm trước người nọ xâm nhập nơi đây, cũng là các ngươi đồng lõa a. Nói xong liền chậm rãi bơi ra ngoài không động, vẻ mặt mỉa mai nhìn chằm chằm vào Thiết phẩm. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu hơi động một chút, cùng Đoạn Việt nhìn qua lẫn nhau một cái. Hai người đều là tâm tư bình thường, Đạt Mông nói người nọ, có lẽ chính là Hành Nguyên không thể nghi ngờ. Không thể tưởng được hắn vậy mà cũng tiến vào côn ngô thần thụ. Gia hỏa kia vốn là cửu tinh đỉnh phong vũ tông, ở bên trong thần thụ này chờ đợi vài ngày, hiện tại chỉ sợ đã bước vào vũ hoàng cảnh. Ầm ầm, bên ngoài không động truyền đến thanh âm oanh kích cực lớn, hai người đã bắt đầu động thủ. Thiết phẩm tuy rằng dần dần già yếu, hơn nữa thấp hơn nhất tinh. Nhưng giờ phút này lại ôm quyết tâm hẳn phải chết, cũng bảo vệ tương lai hy vọng của Hỏa Ngư nhất tộc.
lập tức đem thọ nguyên thiêu đốt lên, dưới mỗi một kích, đều là bạo ra lực lượng siêu việt cực hạn, không ngờ thoáng cái đã chiếm thượng phong. Thiết Phi giờ phút này cũng đã tấn thăng đến lục tinh, hắn cảm nhận được chấn động bên ngoài, hưng phấn nói. Tộc trưởng đại nhân mạnh thật à, vậy mà lực áp nhị tinh vũ hoàng. Thiết Lăng lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, cha ta không có việc gì chứ. Lý Vân Tiêu nhíu mày, trầm giọng nói. Đều đang làm cái gì? Nín thở ngưng thần cho ta, tận lực đề thăng lực lượng của bản thân. Tộc trưởng đại nhân ở bên ngoài dốc sức liều mạng cũng là vì tranh thủ thêm thời gian cho chúng ta. Hắn đương nhiên biết rõ tình huống trước mắt của thiết phẩm, càng là biểu hiện lực lượng, thọ nguyên hao tổn càng nhanh, sợ là rất khó chi trì được quá lâu. Thiết phàm cũng là minh bạch tình huống này, nội tâm khẩn trương, chân nguyên trong cơ thể càng thêm trào lên trùng kích tới. Hắn biết rõ như là không cách nào đột phá được, coi như là chính mình lao ra, dùng thực lực cửu tinh vũ tông đỉnh phong, cũng sẽ không phải là đối thủ của Đạt Mông. Thoải mái, buông lỏng tinh thần ra, đạo khí quy nguyên. Tâm diệt ma diệt, tự nhiên mà thành. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt đọc lên 12 chữ châm ngôn, giống như một đạo linh tuyền, chấn hưởng bên tai của thiết phàm. Lập tức có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, rộng mở trong sáng. Hắn liền bảo vệ tâm thần, khí thế trên người bắt đầu phát hiện một loạt biến hóa. Tạo hóa nhất khí đại trận giống như điên cuồng hấp thu linh khí giờ khắc này đều bị hắn nuốt vào, điên cuồng hấp thu như động không đáy. Đoạn Việt nhìn xem một màn này, khiếp sợ nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn vậy mà chỉ đạo một gã cửu tinh đỉnh phong vũ tông cường giả đột phá. Mặc dù là cao hơn đối phương mấy cảnh giới, cũng không thể nào làm được sự tình này a hát. Thật giống như không đếm xỉa tới chỉ điểm đệ tử bình thường của mình, cứ tùy ý như vậy. Lý Vân Tiêu nhìn xem bộ dáng của thiết phàm, có chút lộ ra vui vẻ, tiếp tục nhắm lại hai mắt, bắt đầu đột phá tứ tinh. Cả thiên vũ đại lục, lĩnh ngộ trên võ đạo đủ vượt qua hắn giải rác có thể đếm được. Mỗi một cảnh giới đột phá đều có được lĩnh ngộ sâu đậm. Đây cũng chính là nguyên nhân bản thân hắn tiến giai chỉ cần nguyên khí tích lũy vừa đủ liền có thể trực tiếp đột phá. Ầm ầm, một tiếng nặng nề vang lên từ bên trên thân thể thiết phàm truyền ra. Khí chất cả người hắn lập tức phát sinh cải biến thật lớn. Thiết Tâm Thiết Tí hai người hoảng sợ tương vọng, tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng đại hỉ, trên mặt còn có chút cảm giác sợ hãi thoáng hiện. Trên người thiết phàm lập tức bộc phát ra cổ khí thế kia lại để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi cùng áp lực thật lớn. Đa tạ. Thiết phàm cảm kích nói ra hai chữ, cả người liền biến mất ở trong không động. Mấy người thiết lăng khiếp sợ ra, tất cả đều là vui mừng quá đỗi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh như cũ của Lý Vân Tiêu, không có chút cảm xúc chấn động nào. Vẫn là đang trùng kích quan khẩu, liền lập tức an tĩnh lại cả đám, cố gắng hấp thu lấy linh khí kinh người này. Bọn hắn cũng biết, loại cơ hội này cơ hồ cả đời này đều sẽ không còn có, giờ phút này có thể hấp thụ nhiều một giây đồng hồ cũng là tốt rồi. Bên ngoài chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng không cách nào ảnh hưởng tâm thần của mọi người UF. Lý Vân Tiêu thuận lợi vào tới tứ tinh đại vũ sư, hắn khe khẽ mở con mắt ra, không chỉ không có vẻ vui mừng, ngược lại là vẻ lo lắng cực độ, chư vị, chuẩn bị đi thôi. Tộc trưởng cùng thiết phàm sợ là sắp không duy trì được nữa. Hơn nữa chiến đấu bên ngoài ảnh hưởng quá lớn, sợ là sớm đã kinh động ế xanh tộc nhân khác tới rồi. Thiết Lăng lo lắng nói. Thánh sứ đại nhân, cha ta cùng thiết phàm đại ca không có sao chứ. Đột nhiên một giọng nói nhàn nhạt truyền tới, các ngươi yên tâm tiếp tục tu luyện đi. Tại đây còn lại liền giao cho ta. Mấy người cả kinh, chỉ thấy trong đôi mắt Đoạn Việt hiện ra một đạo tinh mang, cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu một cái, liền thân ảnh vượt qua, lập tức ra khỏi không động. Trong hai con mắt của Lý Vân Tiêu tinh mang chớp động, đại hỉ thì thào nói quả nhiên là Vũ Hoàng. Bên ngoài không động. Thiết phẩm cùng thiết phàm tất cả đều là một thân máu tươi, hai người miệng lớn thở hào hển gắt gao nhìn thẳng Đạt Mông. Trong mắt tràn đầy căm hận cùng sát ý, dưới trọng thương, chiến ý ngược lại tăng lên. Bốn phía nhánh cây thần thụ đã sớm bị hủy hoại không còn, xuất hiện khu vực chân không rộng khoảng trăm thước. Trong nước biển tất cả đều là mảnh vỡ cùng nguyên dịch của nhánh cây. Đạt Mông tuy rằng cũng lộ ra vẻ chật vật, trên người lại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, trong mắt của hắn lộ ra sát ý. Lạnh giọng nói, vốn dĩ còn ý định lưu lại tính mệnh của nhất tộc các ngươi, cung cấp tộc của ta sai sử. Hiện tại đã không biết tốt xấu, vậy toàn bộ đi chết đi a. Bên trong song trưởng của hắn hiện ra một đoàn ngân sắc quang mang, vòng quanh lòng bàn tay xoay chuyển, giống như một đầu ngân hà, tản mát ra khí tức khủng bố. Kẻ phải chết là ngươi.
Đột nhiên một giọng nói nhàn nhạt ở phía sau lưng hắn vang lên. Đạt Mông cả kinh, mãnh liệt quay đầu lại, chỉ thấy một gã nam tử thân trên để trần lẳng lặng nổi phía sau hắn, trước ngực ấn một chú ấn hình tròn, như là ba đầu nòng nọc nhỏ tương đầu đuôi nối liền, dị thường quỷ dị. Chỉ bằng vào ngươi, Thất Tinh Vũ Tông. Đạt Mông lộ ra vẻ cười lạnh, nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm lại ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Đoạn Việt chậm rãi ngẩng đầu lên, tay thành kiếm chỉ, quát khẽ, mở ra. Trước ngực ba phù hiệu nòng nọc nhỏ kia, lập tức thu hồi cái đuôi, chỉ còn lại có ba điểm nhỏ màu đen còn ở trước ngực. Một cổ khí tức cường đại từ trên người Đoạn Việt bắt đầu hiện ra đến, ở dưới ánh mắt băng lãnh của hắn liên tiếp kéo lên. Bát Tinh Vũ Tông, Cửu Tinh Vũ Tông, Đạt Mông ngốc trệ ở đó, yên lặng nhẹ giọng thì thầm, khí tức trên người đối phương trực tiếp tăng lên hai giai đoạn. Lại như cũ vẫn còn bạo tạc nổ tung sông lên không ngớt, Cửu Tinh đỉnh phong, đây là Vũ Hoàng. Giống. Đoạn Việt mãnh liệt ngửa mặt lên trời thét dài, giống như dã thú giống to, tựa hồ là áp lực quá lâu, sau khi trở lại Vũ Hoàng, qua nhiều năm như vậy hậm hực trong khoảnh khắc toàn bộ bạo phát đi ra. Nước biển ở xung quanh hắn đã bị trùng kích vậy mà vỡ ra một khoảng chân không. Chi. Không chỉ có là Đạt Mông, mà là Thiết Phẩm cùng Thiết Phàm cũng là chấn động. Khí thế trên người Đoạn Việt cũng không có bởi vì tiến giai đến Vũ Hoàng mà dừng lại, vẫn như cũ đang không ngừng xông lên. Nhất Tinh Vũ Hoàng. Nhất Tinh Vũ Hoàng đỉnh phong. Làm sao có thể? Đạt Mông đã giật mình, khí thế của đối phương tuy rằng kẹt tại Nhất Tinh Vũ Hoàng đỉnh phong, nhưng lực lượng lại còn đang không ngừng cuồng bạo đi ra, ẩn ẩn như có dấu hiệu muốn trùng phá. Ầm ầm. Cổ chân khí bị áp ức này rốt cục xông lên tới một tầng cửa khẩu cuối cùng kia. Cả đáy biển trong chốc lát tuôn ra sau đó yên tĩnh trở lại. Hô, ta rốt cục trở lại đỉnh phong, hơn nữa trực tiếp đột phá. Đoạn Việt lẳng lặng cảm thụ được chân khí chảy xuôi trên người, tựa hồ còn có chút khó có thể tin vào con mắt của bản thân. Loại áp lực này hắn nhiều năm bị phong ấn như vậy, rốt cục ngắn ngủi phóng thích ra. Thực lực bây giờ không chỉ có không bị lui bước, ngược lại nâng cao một bước. Phương Thiên Hỏa Kích. Hắn nhàn nhạt nói ra, vươn tay ra. Lập tức một đạo quang mang bỗng nhiên kéo dài trong tay, ngưng ra một thanh trường kích chiến ý phong cách cổ xưa, xoay tròn trong tay. Nước biển yên lặng bắt đầu theo nó xoay tròn mà trở nên vặn vẹo. Vô liêm sỉ. Đạt Mông giận dữ sợ hãi giống lên. Tạp chủng nhân loại từ nơi nào tới, cho dù ngươi đột phá đến nhị tinh vũ hoàng, cũng là cảnh giới chưa ổn, xem ngươi làm thế nào cùng ta so đấu. Trong tay hắn ngân hà lập tức tách ra, tựa như một con sông dài từ đằng xa trải ra. Đổ sụp chút xuống. Tẩy luyện ngân hà, thiên hải ma thiểm. Ngân sắc quang mang đem đáy biển chiếu như là ban ngày, đem Đoạn Việt bao trùm vào chung. Thiết Phẩm cùng Thiết Phàm đồng thời chấn động, hai mắt đau đớn khó có thể mở ra. Hừ, chút tài mọn. Bạch Xí chi hỏa, Phạm Thiên diệt ma. Một đoàn lãnh diễm hỏa diễm màu trắng bỗng nhiên tạo ra bên trong ngân hà. Ở dưới chân nguyên cường đại bồi bổ, dần dần cháy ra, đem cả ngân hà kia đốt lên. Hóa thành một mảnh biển lửa màu trắng. Đạt Mông quá sợ hãi, vội vàng đem hai tay đẩy ra, ngân hà màu trắng kia lập tức rời khỏi tay, đốt thành cho bụi. Khuôn mặt lạnh lùng của Đoạn Việt lẳng lặng hiển hiện trong ngọn lửa, trêu tức nhìn về phía hắn. Không có khả năng, người bất quá là nhân loại ti tiện, hơn nữa đây là đang ở trong biển rộng. Cho dù đều là nhị tinh vũ hoàng, ta cũng là thắng dễ dàng ngươi một bậc. Đạt Mông kinh sợ liên tục. Cổ bạch sắc hỏa diễm này lại để cho hắn cũng cảm thấy một loại cảm giác tim đập nhanh thập phần nguy hiểm. Nếu là bản thể của mình đụng phải, cũng tuyệt đối là khó có thể ngăn cản. Đầu hai ngón tay của hắn đặt ở trong miệng, mãnh liệt hướng phía bên trên thét dài một tiếng. Không, hắn đang gọi cứu binh, tranh thủ thời gian giết hắn. Thiết Phẩm kinh sợ nói. Ha ha, phụ cận nơi này có đại lượng tộc nhân của ta, Vũ Hoàng cường giả càng là có hơn 5-6 người. Các ngươi coi như là mạnh mẽ hơn nữa cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đạt Mông lớn tiếng cười rộ lên. Hừ, tạp chủng nhiều hơn nữa cũng chỉ là tạp chủng mà thôi. Đoạn Việt khinh thường cười lạnh nói. Nếu ngươi đã cho rằng ở trong biển rộng ngươi càng có ưu thế, như vậy hiện tại thì sao? Hắn mãnh liệt hé miệng ra, từng đạo nguyên khí bỗng nhiên từ không trung phun ra, nước biển khổng lồ lập tức theo sóng âm hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Một mảnh khu vực chân không vô cùng nhanh chóng hiển hiện tại đáy biển, đem ba người Đạt Mông cùng Thiết Phẩm đều bao trùm đi vào. Rất nhanh, toàn bộ bốn người liền đứng ở trong không trung không có nước, giống như là một bao khí cực lớn.
Chi, nhân loại đáng chết. Đạt Mông kinh hãi tức giận mắng một tiếng, vội vàng hướng phía nước biển xa xa chạy đi. Ở trong biển rộng đã không phải đối thủ của người này, hiện tại bạo lộ ở trong chân không, càng là tùy ý đối phương chém giết. Bạch Diễm quỷ sát, lục cực chiến kích. Trong ánh mắt Đoạn Việt sát khí lóe lên, phương thiên hỏa kích trong tay nhanh chóng phá không mà đi, từng đạo hỏa diễm nóng sáng đột lên ở xung quanh chiến kích, tựa như thủy vân vây quanh, từ trên trời rơi xuống. Những nơi đi qua đều là một mảnh sáng tỏ. A hát, xúc sinh, ngươi không thể giết ta. Ta sẽ không chết, ngươi làm sao có thể giết ta. Đạt Mông lập tức bị phương thiên hỏa kích tập trung, một cổ nguy hiểm tử vong xông lên đầu. Hắn thậm chí đã nhìn thấy cứu binh từ phía xa chạy như bay tới, nhưng cũng đã không kịp. Ầm ầm, phương thiên hỏa kích trực tiếp đem Đạt Mông đánh thành nát bấy. Bốn phía nước biển trong nháy mắt mất đi lực lượng trèo trốn, mãnh liệt hướng trung gian áp xuống. Lực lượng gợn sóng cực lớn càng là đem mảnh vỡ của Đạt Mông đều cọ rửa sạch sẽ. Thiết phẩm cùng thiết phàm cũng theo đó bị sông trái đụng phải ngã ra. Hai người khó có thể tin nhìn xem Đoạn Việt tựa như một chiến thần. Xa xa hơn 10 tên ế xanh tộc nhân còn chưa đuổi tới, liền trực tiếp bị nước biển cuốn qua đến, xông tới thất linh bát lạc. Những người này tất cả đều là ế xanh tộc nhân cấp thấp, mạnh nhất cũng bất quá là một gã võ vương cường giả. Đột nhiên bóng người Lý Vân Tiêu rất nhanh hiện ra đến, phi tốc vượt qua một phương hướng phóng đi, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đem ế xanh tộc nhân đều giết đi, có thể giết bao nhiêu hay bấy nhiêu. Không cần phải quản ta. Đoạn Việt sững sờ. Hắn không rõ Lý Vân Tiêu như thế nào lại đột nhiên nói một câu như vậy. Nhìn bộ dáng lúc bình thường của hắn cũng không phải kẻ cuồng sát. Nhưng nếu hắn đã nói, như vậy, ánh mắt của hắn lập tức băng lãnh rơi vào trên thân hơn chục tên ế xanh tộc nhân còn đang không hiểu rõ tình huống kia. Thiết phẩm cùng thiết phàm càng là sẽ không quản quá nhiều cái này. Lý Vân Tiêu mệnh lệnh đúng là sự tình bọn hắn mong ước, càng là ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng trả thù. Lý Vân Tiêu sắc mặt ngưng trọng tại đáy biển phi tốc đi về phía trước, những nơi đi qua nếu là gặp được nhánh cây thần thụ cũng trực tiếp một chưởng nổ tung, tựa hồ đang trung tung đồ vật gì đó. Rất nhanh đã bơi ra xa vài dặm, hơn nữa nhánh cây càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, hắn dứt khoát trực tiếp lấy ra hổ nha kiếm, một đường chém qua mà đi. Rốt cục đi vào một cái không động rộng lớn vô cùng, bên trong là dễ thấy nhất một phương cự mộc, từ đáy biển trực tiếp xuyên phá mà mọc lên. Cự mộc màu sắc cùng với nhánh cây côn ngô thần thụ có chút bất đồng, bày biện ra màu nâu nhạt. Ha ha, nguyên lai tại đây. Lý Vân Tiêu nhìn xem cái cự mộc kia cười ha hả nói. Một đoạn dưỡng hồn mộc cực lớn như thế, mặc dù không có hoàn toàn thành hình. Nhưng lấy xuống luyện chế cũng đầy đủ mộng vũ dùng. Vẫn là chờ đợi một lát, lại để cho đám người Đoạn Việt đem ế xanh nhất tộc toàn bộ giết chết. Sau khi bị đoạn thần mộc này hấp thu hồn phách hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Vừa rồi hắn chính là ở trong cảm ứng linh mẫn thấy được sau khi Đạt Mông chết, phương hướng hồn phách bay đi, lúc này mới đuổi tới. Rốt cục lại để cho hắn tìm được chỗ trọng yếu nhất của côn ngô thần thụ. Vốn là du hồn tại đây hấp thu trên vạn năm, sớm cũng nên tiến hóa, nhưng bởi vì thể tích thật sự quá lớn, lúc này mới trở thành nửa đoạn tồn tại. Chờ đợi vài vạn năm, rốt cục để cho ta đợi đến cơ hội sao? Đang lúc Lý Vân Tiêu tán thán tự vui mừng. Một thanh âm già nua ở trong không động vang lên, lập tức dọa hắn nhảy dựng. Lý Vân Tiêu kinh hãi đem thần thức tản ra, nhưng lại không thu hoạch được gì, có thể tránh thoát thần thức của hắn tồn tại, lại để cho hắn tức thì tâm lạnh một đoạn. Ha ha, không cần sợ hãi. Thanh âm vang lên lần nữa. Lý Vân Tiêu lần này tìm đúng phương hướng, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy thanh âm dĩ nhiên là từ trung gian đoạn dưỡng hồn mộc bên trên bán thành phẩm phát ra. Ở dưới sự kinh ngạc của hắn. Chỉ thấy một bóng người già nua dần dần hiển hiện ở trên dưỡng hồn mộc lên, đang uyển chuyển nhìn hắn cười khẽ. Ngươi là... Lý Vân Tiêu giật mình nhìn bóng người kia, sợ hãi nói, ngươi là thụ linh của gốc côn ngô thần thụ kia. Bóng người già nua cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên có chút giật mình, hắn dừng ở Lý Vân Tiêu, kinh ngạc nói, tiểu tử thật kỳ quái, thực lực không được, nhưng hồn lực lại tinh thuần như vậy, không giống như là thiếu niên mười mấy tuổi a hát. Cho ta cảm giác thậm chí có trên trăm năm tuổi. Lý Vân Tiêu chấn động, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, thụ linh này là người thứ nhất phát hiện bí mật linh hồn của hắn. Hắn kinh hãi nói, khó trách vài vạn năm đều không có hình thành dưỡng hồn mộc hoàn hảo, nguyên lai đều bị ngươi hấp thu. Hắn đột nhiên thấy một cổ hàn ý dũng mãnh dâng lên, ngươi không phải là muốn thôn phệ hồn phách của ta chứ? Thụ linh sững sờ,
lập tức cười ha hả. Ha ha, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ có thể hấp thu những sinh vật đã chết đi kia, linh hồn chi lực không có ý thức. Trừ phi ngươi chết đi, nếu không ta là không có cách nào cướp lấy hồn phách của ngươi. Hơn nữa ta còn cầu ngươi đây này, có điều cầu xin ta. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Chẳng lẽ là muốn ta đừng lấy dưỡng hồn mộc này? Thật có lỗi, ta làm không được. Bằng hữu của ta đang chờ nó kéo dài tánh mạng đây này. Ha ha! Thụ Linh cười nói. Nếu là những người khác ta có lẽ sẽ nói như vậy. Nhưng ngươi lại không giống. Bởi vì sau khi gặp được ngươi, gốc dưỡng hồn mộc này ta cũng không cần. Hơn nữa ngươi xem thân thể ta, đã bị những người này phá hư không cách nào chữa trị. Còn thiên sát trận pháp kia của ngươi đem linh khí của ta cũng hút ra 7-8 phần, cho dù có gốc dưỡng hồn mộc này, ta cũng sống không được quá lâu. Lý Vân Tiêu đột nhiên sắc mặt biến hóa, hổ nha kiếm trong tay hắn nắm càng chặt, trong đôi mắt hiện lên một vòng sát khí, lạnh lùng nói. Hẳn là ngươi muốn đoạt xá thân thể của ta. Thân thể của ngươi. Thụ Linh thoáng sững sờ một phát, lập tức lộ ra vẻ khinh thường, khẽ nói. Các ngươi nhân loại tự cho là thân thể có bao nhiêu mỹ diệu. Trong mắt ta chỉ có thân hình đại thụ mới là tồn tại tuyệt vời nhất trên thế giới. Tấm thân thể này của ngươi mặc dù có chút thần diệu, nhưng trong mắt ta còn không bằng những hải tộc cao đẳng kia. Hắn nói từng chữ. Ta muốn ngươi giúp ta, dục hỏa trùng sinh. Dục hỏa trùng sinh. Lý Vân Tiêu chấn động, sợ hãi nói. Ý ngươi là để cho Phượng Hoàng chân hỏa sâu trong linh hồn ta giúp ngươi dục hỏa trùng sinh. Hắn thở dài nói. Thật có lỗi, ngươi nói loại sự tình này ta không biết. Không biết, hơn nữa Phượng Hoàng chân hỏa kia cũng không phải ta có thể khống chế được. Ta cũng không muốn không cẩn thận đem mình cũng hỏa táng mất. Ha ha, tiểu tử, ngươi đừng lo lắng. Cái này đối với ngươi mà nói, làm sao lại không phải là một kỳ ngộ chứ? Chỉ cần có ta trợ giúp, ngươi điều động Phượng Hoàng chi hỏa cũng không thành vấn đề. Ngươi đừng quên. Ta đúng là thấy tận mắt qua Phượng Hoàng Niết Bàn chính thức a hát. Thụ Linh nhẹ giọng cười nói. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta cam đoan sẽ dạy ngươi làm thế nào luyện hóa Phượng Hoàng hỏa diễm này. Chuyện này rất có lợi đối với ngươi, không cần nói cũng biết ha. Hơn nữa ta còn có thể tại trước khi Niết Bàn, đem toàn bộ linh khí còn lại trong thân thể này rót vào trong thân thể ngươi, coi như là trực tiếp đột phá đến vũ quân cũng không phải là không có khả năng. Hắc hắc. Hai chỗ tốt lớn này ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Lý Vân Tiêu nội tâm chấn động vô cùng, vô luận là điều khiển Phượng Hoàng hỏa diễm, hay là đột phá đến vũ quân, với hắn mà nói đều là hấp dẫn vô cùng to lớn. Hắn trầm tư nói, ở trong quá trình hỗ trợ ngươi Niết Bàn, ta sẽ không có tình huống xấu gì chứ. Thụ Linh cười nói, thật đúng là tiểu tử cẩn thận, yên tâm đi, ngươi sẽ cùng ta Niết Bàn trọng sinh với nhau, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt thật lớn. Nếu là ta không nhìn lầm mà nói, ngươi có lẽ tu luyện một loại luyện thể chi thuật bá đạo, sau khi niết bàn luyện thể chi thuật của ngươi ít nhất có thể lại đề thăng một bậc. Lý Vân Tiêu kinh hãi, ánh mắt Thụ Linh này thực sự quá mực độc đáo. Thậm chí ngay cả bá thiên luyện thể quyết của hắn cũng nhìn ra được. Bá thiên luyện thể quyết tổng cộng chia làm 3 tầng, nếu là có thể lại tiến một giai mà nói, trình độ thân thể cường hoành sẽ đạt được gia tăng gấp mấy lần, cái này không thể nghi ngờ cũng là hấp dẫn cực lớn. Hắn lập tức cười khổ nói. Ngươi đã nói đến nước này rồi, ta còn có thể cự tuyệt sao? Ha ha! Thụ Linh cười nói. Ta biết ngay ngươi khó có thể cự tuyệt, ta còn muốn cầu ngươi một sự kiện, chính là sau khi ta niết bàn, sẽ trở lại trạng thái cây non lúc ban đầu tiến hành ngủ say. Đến lúc đó hy vọng ngươi đem ta mang đi, tìm một chỗ linh khí rồi rào không người đem ta trồng xuống. Nhớ phải tìm kiếm địa phương an toàn đấy. Thụ Linh tựa hồ sợ Lý Vân Tiêu không thực hiện hứa hẹn, lần nữa nói ra. Chỉ cần ngươi thay ta làm tốt chuyện này, chờ ta một lần nữa thức tỉnh, sẽ mang đến cho ngươi một lợi ích cực lớn. Lợi ích cực lớn gì? Bớt lừa dối ta đi. Đến lúc đó ngươi một nghèo hai trắng, chẳng lẽ lại để cho ta ăn tươi sao? Lý Vân Tiêu khinh thường nói nhưng rất nhanh trong đôi mắt toát ra vẻ tham lam, tựa như nhìn thấy một khối thịt mỡ. Nếu là gốc thần thụ này có thể niết bàn trọng sinh. Đây tuyệt đối là thứ đồ vật đại bổ dưỡng. Thụ Linh đã giật mình, vội vàng nói. Ngươi cũng đừng nghĩ linh tinh trong đầu. Nếu là ngươi có thể bảo hộ ta bình yên lần nữa thức tỉnh, đến lúc đó ta có thể độ một tia thái nhất huyền khí cho ngươi. Cái gì? Lý Vân Tiêu mí mắt kinh hoàng, rất là cả kinh nói, thái nhất huyền khí.
Người nhà rõ ràng có thể tu ra thái nhất huyền khí. Thụ Linh Dương Dương đắc ý hắc hắc nói. Ta hiện tại chỉ có một tia thái nhất huyền khí đã bị ta luyện hóa thành bản mạng chi khí. Nếu là ta có thể niết bàn trọng sinh mà nói, liền có thể tu luyện ra tia thứ hai, thứ ba, đến lúc đó liền tăng ngươi một tia với tư cách tạ ơn. Khoản mua bán này có thể làm chứ? Làm, đương nhiên làm a hát. Lý Vân Tiêu dốc sức liều mạng gật đầu đáp ứng, thái nhất huyền khí chính là vào lúc thiên địa sơ sinh, âm dương chưa phân, từ bên trong hỗn độn thai nghén mà sinh ra. Về sau đạo hóa thành một, lại phân âm dương. Sau đó càn khôn vạn vật, địa thủy hỏa phong, không khỏi là do thái nhất huyền khí diễn biến mà đến. Nếu là có thể có được một tia, đến lúc đó xác suất bước vào thần cảnh sẽ trở nên thật lớn. Hơn nữa hắn cũng biết, chỉ có những thượng cổ chân linh đã biến mất kia mới có thể thai nghén ra thái nhất huyền khí. Gốc Côn Ngô thần thụ này tất nhiên cũng là thụ Phượng Hoàng ảnh hưởng, tăng thêm vài vạn năm tu hành mới có thể luyện hóa ra một tia. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ a. Thụ Linh hơi có chút khẩn trương nói ra, ta hiện tại sẽ dạy ngươi phương pháp điều động Phượng Hoàng chân hỏa. Một mảnh văn tự kỳ dị hiển hiện ở trong não Lý Vân Tiêu, vậy mà toàn bộ từ thượng cổ khoa đầu văn màu vàng tạo thành. Nếu không phải hắn đối với cái này có nghiên cứu nhất định, đoán chừng cũng phải nhìn đến hoa mắt. Lý Vân Tiêu trầm mặc nửa ngày, không nói lời nào. Thụ Linh nói, như thế nào, có từng nắm giữ hoặc giả có chỗ không hiểu không? Lý Vân Tiêu cau mày nói, không có chỗ nào không rõ, chỉ là dựa theo cách dẫn động Phượng Hoàng chân hỏa như vậy. Đến đằng sau ngay cả ta cũng không cách nào khống chế. Có thể liền cả bản thân cũng bồi đi vào hay không? Lo trước lo sau, người sao lại sợ chết như thế? Nếu là người chết mà nói, sau khi ta niết bàn chẳng lẽ không phải cũng bị quái vật biển nuốt mất? Thụ Linh không nhịn được nói. Chính là vì bản thân mình cũng sẽ không đi hại ngươi. Đã như vậy, ta đây liền thử một lần a. Bất quá ta muốn trước tiên đem gốc dưỡng hồn mộc này thu lại. Hắn bắt lấy hổ nha kiếm, mãnh liệt chém ra vài cái, lập tức đánh gãy cây cối ầm ầm ngã xuống, bị năm ngón tay của hắn bắt lấy, liền trực tiếp thu vào bên trong chữ vật giới chỉ của hắn. Giờ phút này Thụ Linh cũng bắt đầu hai tay niết bí quyết, điều động đại lượng thiên địa linh khí ở trong bản thể hắn, điên cuồng hướng trên người Lý Vân Tiêu rót vào mà đến. Lý Vân Tiêu cũng ngồi xếp bằng xuống, hai tay phi tốc nắm bắt quyết ấn phức tạp, khí tức trên người ở dưới linh khí quán thể, không ngừng kéo lên. Rất nhanh đạo hỏa vân ấn ký kia liền hiển hiện ở trong mi tâm, tựa như muốn thoát thể mà ra, bốc cháy lên. Lúc này, hai tay của hắn bắt đầu biến chậm, tựa hồ thủ ấn tiến vào trình độ hết sức phức tạp, mỗi một cái kết ấn đều phải suy tư một hồi. Một cổ ký hiệu khó hiểu phong cách cổ xưa từ trong tay kết xuất. Dần dần hiện lên ở trong nước biển, rất nhanh lại là một cái khác, sau thời gian uống cạn chén trà, tổng cộng 9 con nòng nọc hình thái khác nhau vây quanh 4 phía Lý Vân Tiêu. Không ngừng xoay tròn. Thụ Linh thần sắc khẩn trương nhìn xem hắn niết bí quyết, đặc biệt là khi những văn tự phong cách cổ xưa kia xuất hiện, càng là một lòng đề trên cổ họng. Đợi cho 9 con nòng nọc toàn bộ hiển hiện, lúc này mới thở phào ra, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Trong tay hắn pháp quyết cũng ra tốc thi triển ra, tốc độ rút ra linh khí không ngờ so với tạo hóa nhất khí đại trận của Lý Vân Tiêu còn nhanh hơn, điên cuồng rót vào trong cơ thể của hắn. Dù sao tấm thân thể này hắn lập tức sẽ không cần, không rút ra cũng sẽ lãng phí mất. Huống chi hiện tại cưỡng ép để tỉnh thực lực của Lý Vân Tiêu, đối với hắn niết bàn trọng sinh nắm chắc cũng có thể tăng lớn. Ngũ tinh đại vũ sư. Ngũ tinh đại vũ sư đỉnh phong, lục tinh. Ngay vào lúc Lý Vân Tiêu đột phá đến lục tinh đại vũ sư, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, ta nói sao đột nhiên không đúng, nguyên lai là tiểu tử ngươi đang dở trò quỷ. Theo ta cảnh giới. Một bóng người mãnh liệt xông tới, không ngờ là Hành Nguyên. Ngắn ngủn mấy ngày, trên người hắn phát ra khí tức lại là nhất tinh vũ hoàng đỉnh phong. Xúc sinh, không thể tha thứ, lão phu đang tại trùng kích nhị tinh vũ hoàng, linh khí trong thần thụ này không ngờ càng ngày càng yếu. Hiện tại càng là cơ hồ biến mất hầu như không còn. Nguyên lai là ngươi tại đây giở trò quỷ, đưa ta nguyên khí, trả cảnh giới cho ta. Hắn liếc thấy quanh thân Lý Vân Tiêu cơ hồ có thiên địa linh khí như thực chất, đang ngây ngốc tại chỗ, lập tức tỉnh ngộ lại, cơ hồ là cả người muốn phát điên, linh khí như thế, linh khí như thế. Ngươi chính là rác rưởi tam tài cảnh giới, lại dám hưởng dụng linh khí như thế. Cho ta linh khí, ta muốn đột phá nhị tinh vũ hoàng. Hành Nguyên nổi giận xông lên,
mới đến lẻn vào Côn Ngô thần thụ mấy ngày đã đạt được chỗ tốt cực lớn. Lại để cho hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, không chỉ có thuận lợi đột phá đến Vũ Hoàng, hơn nữa về sau một đường thuận lợi trực tiếp trùng kích đến nhất tinh Vũ Hoàng đỉnh phong. Nếu là đột phá thành công mà nói, sau khi trở về, Tinh Túc Tông tại phân bộ Thanh Hải Trấn liền muốn lấy hắn làm chủ. Mà đang ở thời khắc mấu chốt, thần thụ liên tục không ngừng cung cấp linh khí cho hắn kia giống như thoáng cái trở nên khô héo. Linh khí hoàn toàn biến mất, lại để cho hắn làm sao có thể không phát điên. Giờ phút này linh khí hội tụ bên người Lý Vân Tiêu, chỉ cần hắn có thể có được một nửa, không, chỉ là một phần ba, một phần tư cũng đầy đủ hắn đột phá đến nhị tinh Vũ Hoàng. Tiểu tử, người không xứng hưởng dụng linh khí như vậy, đi chết đi. Hắn gào rú xông lên, trong không xứng ẩn ẩn chân khí rung động. Tại hắn xem ra, một khối bánh ngọt thơm ngon như vậy bị con chuột gặm nhấm mất, khiến hắn vừa buồn nôn vừa đau lòng. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt tỉnh lại, ở dưới uy áp của Vũ Hoàng trong hai tròng mắt dĩ nhiên không có một tia cảm giác hào hùng chấn động, mà là không chút hoang mang đem một pháp ấn cuối cùng kết trong tay, lập tức chín con nòng nọc màu vàng nổi lên xung quanh hắn bay vào lòng bàn tay, cùng với một văn tự cuối cùng kia hợp thành một trận hình phức tạp khó hiểu. Sinh nhữ vu thủy, quy nhữ vu hỏa, nghiệp lực tịnh viêm, thái hư quy vô. Trong miệng Lý Vân Tiêu nói lẩm bẩm, song trưởng đẩy ra, trận hình kia lập tức lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Mi tâm tiêu chí hỏa vân tại thời khắc này bỗng nhiên thoát thể mà ra, hóa thành một đoàn hỏa diễm, nhắm bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Bóng dáng thụ linh ở dưới hỏa diễm chiếu rọi có chút lộ ra run rẩy khe khẽ, thì thào lẩm bẩm. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Hành Nguyên vừa xông tới trước người Lý Vân Tiêu, đang muốn ra tay. Đột nhiên một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, loại hỏa diễm thiêu đốt hết thảy này lại để cho linh hồn hắn lập tức run rẩy, khí tức tử vong hàng lâm trong lòng hắn, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn cưỡng ép mãnh liệt ngừng lại thân hình của mình, giơ chân điểm một cái liền hướng tới bên ngoài bỏ chạy. Linh khí mặc dù tốt, nhưng tánh mạng càng là trọng yếu hơn. Hắn cũng không phải hồ đồ. Lấy Lý Vân Tiêu làm trung tâm, Phượng Hoàng hỏa diễm nhanh chóng khuếch tán ra, rất nhanh đem hạch tâm Côn Ngô thần thụ toàn bộ đặt bên trong biển lửa. Bản thân hắn lại là ngồi xếp bằng xuống, xuất hiện lưu ly trong biển lửa, tùy ý hỏa diễm cháy ở trên thân thể, trong miệng không ngừng niệm đọc chú văn. Giờ phút này tại Côn Ngô thần thụ linh khí cơ hồ hao tổn sạch sẽ, cả ế xanh tộc tộc nhân chiếm giữ ở trong đó nhao nhao từ trong không động chui đi ra, không hiểu rõ dìm hiểu tình huống. Không, bên kia xuất hiện địch nhân, giết không ít tộc nhân của ta. Cái gì, người phương nào lớn mật như thế? Lại dám đến ế xanh nhất tộc ta khiêu khích, không biết, hình như thần thụ linh khí sói mòn cùng với đám người kia có liên quan, chúng ta tranh thủ thời gian đi xem. Mẹ, lão tử đang tại đột phá quan, chết cho ta. Giết, giết. Đại lượng ế xanh tộc nhân hướng phía bọn người Đoạn Việt ở dũng mãnh lao tới. Ba người Đoạn Việt đối phương là Vũ Hoàng, nhưng là giết được có chút mệt mỏi rồi. Huống chi bên trong đối phương cũng xuất hiện qua vài tên Vũ Hoàng cường giả. Nhưng tất cả đều bị mất mạng trong tay, ba người cũng bắt đầu không còn cảm giác. Nhìn xem ế xanh tộc nhân tiếp tục không ngừng vọt tới, ai nấy đều cười khổ không thôi. Ở một chỗ không động bên ngoài Côn Ngô thần thụ, Đạt Lạc vẻ mặt lo nghĩ quỳ lại nói. Vi Hy đại nhân, có ngoại tộc xâm nhập, giết không ít tộc nhân của ta. Mà ngay cả Đạt Mông tộc trưởng cũng chết ở trong tay những người kia. Mong rằng Vi Hy đại nhân xuất thủ tương trợ, hừ. Bên trong không động truyền đến một tiếng lạnh giọng khinh thường. Các ngươi tộc nhân bị giết, liên quan gì đến ta? Lúc trước điều kiện chỉ là ta giúp các ngươi đoạt được Côn Ngô thần thụ này, các ngươi giúp ta tu luyện đột phá mà thôi. Từ khi nào ta biến thành tay chân của các ngươi vậy? Không dám. Đạt Lạc hoảng sợ liên tục, tựa hồ hết sức e ngại người ở bên trong, rung giọng nói. Vi Hy đại nhân, hiện tại thần thụ bị những người kia phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải thu thập bọn hắn, tùy ý tiếp tục xuống mà nói, đến lúc đó thần thụ tử vong, đại nhân ngài cũng không cách nào tiếp tục tu luyện a hát. Ta như thế nào đột nhiên linh khí giống như lưu quang vậy, thật là đáng chết. Người nọ giận dữ hét lên. Trong nội tâm Đạt Lạc vui vẻ, biết rõ người bên trong đột nhiên muốn ra tay. Quả nhiên, ngay tại lúc hắn thầm tư tưởng không thôi, một người đột nhiên hiện ra ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới hắn. Đạt Lạc chỉ cảm thấy giống như hai thanh đao sắc bén cắm ở trong cơ thể mình, sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Vi Hy hướng phía đám người Đoạn Việt liếc mắt nhìn một cái,
lúc này mới khinh thường hừ lạnh nói. Các ngươi ế xanh nhất tộc quả nhiên là phế vật cả đám. Liền vài tên vũ hoàng cũng thu thập không được, thôi vậy, ta liền thay các ngươi ra tay thu thập mấy tên phế vật này a. Đạt Lạc đại hỉ, vội vàng bái tạ nói. Đa tạ Vi Hy đại nhân, đa tạ Vi Hy đại nhân. Người tới ở dưới sức mạnh to lớn của đại nhân chỉ có kết cục lập tức tan thành mây khói. Thuộc hạ đối với đại nhân kính ngưỡng, giống như nước biển cuồn cuộn, không ngớt không dứt, nhất phát, được rồi. Vi Hy cảm thấy một hồi buồn nôn, ngắt lời nói. Bất quá ta cũng không thể ra tay không công, vừa rồi thực tu luyện tới địa phương quan trọng, đột nhiên gián đoạn linh khí, để cho ta hơi có chút không khoái. Các ngươi như thế nào đền bù tổn thất cho ta? Đền bù tổn thất? Đạt Lạc sững sờ. Cái này đền bù tổn thất như thế nào a hát? Hừ. Vi Hy mắt lộ ra hung quang, hừ lạnh nói. Tin rằng các ngươi cũng không cách nào đền bù tổn thất. Bất quá cũng may ngươi cũng có thực lực vũ hoàng, ngươi liền vinh hạnh trở thành thuốc dẫn cho bổn tọa một lần, để cho bổn tọa hút sạch tinh nguyên trên người a. Khặc khặc, một Vi Hy đột nhiên cười quái dị, lộ ra hai khỏa răng nanh bén nhọn, từng bước một hướng tới Đạt Lạc đang hoảng sợ run rẩy đi đến. Bên ngoài một không động nào đó, sau khi giết từng đám ế xanh tộc nhân, ba người Đoạn Việt cùng thiết phẩm thiết phàm cũng dần dần chống đỡ hết nổi, lộ ra vẻ mệt mỏi. Thiết phẩm bộ dáng lần nữa trở nên già yếu, không chịu nổi thở hổn hển. Thiết phàm, Đoạn tiên sinh, người mang theo Thiết Lăng bọn hắn rút lui khỏi trước đi. Ta ở tại chỗ này đợi thánh giả đại nhân. Hắn nhìn xem ế xanh tộc nhân liên tục không ngừng chạy đến, sợ sẽ không kiên trì nổi, đến lúc đó toàn quân bị diệt sẽ là được không bù nổi mất. Thừa dịp hiện tại hai người khác còn có khí lực tại thân, mang theo hy vọng của hỏa ngư nhất tộc bọn hắn rút lui khỏi là kết quả lý tưởng nhất. Đoạn Việt cũng là sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, nhịn không được mắng. Tiểu tử kia chạy đi đâu? Thời điểm mấu chốt này dĩ nhiên như xe bị tuột xích. Sẽ không phải chết rồi à? Thánh giả đại nhân tuyệt sẽ không chết. Thiết Lăng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mọi người, còn có Thiết Tý cùng Thiết Tâm, trên thân ba người tản mát ra một cổ lực lượng mãnh liệt, cho người khác một loại cảm giác xưa đâu bằng nay. Thiết Lăng ngươi! Thiết Phẩm trong nội tâm cả kinh, ẩn ẩn cảm giác được trên người hắn loại khí chất đó, Thiết Lăng khóe miệng cười nói. Cha, ta đã tiến giai tam cấp hải luyện sư, chi! Thiết Phẩm hít một hơi lạnh, mở to hai mắt, lập tức vui mừng quá đỗi. Ha ha, dĩ nhiên là thật, cùng ta trước kia bái kiến đại hải luyện sư khí chất giống như đúc, ha ha, ta hỏa ngư tộc ta rốt cục cũng có đại hải luyện sư. Tộc trưởng, Thiết Phàm cũng là vui mừng nói. Người xem Thiết Tý Thiết Tâm, bọn hắn cũng tiến giai đến cửu tinh vũ tông đỉnh phong. Ánh mắt của Thiết Phẩm lần nữa rơi vào trên người Thiết Tý Thiết Tâm, lập tức vui đến phát khóc, lẩm bẩm nói, trời giúp hỏa ngư nhất tộc ta a hát. Thánh sứ đại nhân quả nhiên là thượng thiên tới giúp chúng ta. Đoạn Việt nhướng mày, thoáng hơi không vui nói. Đã đến cửu tinh đỉnh phong, vì sao không ở bên trong thuận thế đột phá? Cũng biết bỏ qua lúc này đây, các người muốn tiến giai vũ hoàng, sợ là không có vài chục năm thời gian khổ tu là không thể nào. Thiết Phẩm cũng là cả kinh, đột nhiên tỉnh ngộ lại, cả giận nói. Còn chưa cút trở về tu luyện, nơi này có chúng ta mấy người chống đỡ, các người không đột phá đến vũ hoàng cũng đừng đi ra. Thiết Tý cùng Thiết Tâm nhìn lẫn nhau một cái, đều là vẻ mặt cười khổ. Thiết Lăng vẻ mặt tiếc hận nói, cha, chẳng biết tại sao, bên trong đã không còn linh khí nữa. Thánh sứ đại nhân bố trí xuống trận pháp cũng hấp thu không được nửa điểm linh khí. Cái gì? Mấy người đều là chấn động, Thiết Phẩm cả kinh nói. Tại sao có thể như vậy? Côn Ngô thần thụ này tuy rằng bị phá hư nghiêm trọng, nhưng là còn không đến mức đến linh khí đều không có a hát. Đoạn Việt vẻ mặt lo lắng nói. Sự tình cây này mất đi linh khí, có thể cùng với tiểu tử kia có liên quan hay không? Cùng với ai với liên quan? Đột nhiên một giọng nói ầm ầm truyền đến, tựa hồ vẫn còn ở cực xa, lại phảng phất như lập tức sẽ tới gần. Chi, là ai? Tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, chỉ cần là uy lực từ thanh âm này đã khiến cho ai nấy đều cảm thấy một hồi phát lạnh cùng run rẩy, bắt đầu sợ hãi lộn xộn. Bất quá trong tích tắc, một hắc sắc nhân ảnh đã ung dung xuất hiện tại trước mặt mấy người, dùng thanh âm lạnh như băng nói ra, Côn Ngô thần thụ đột nhiên mất đi linh khí, có phải do mấy người các ngươi giở trò hay không? Thiết Phẩm nhìn xem người tới, đồng tử đột nhiên co lại, kinh hãi thất thanh nói, Vi Hy đại nhân. Ngài là Vi Hy đại nhân. Vi Hy lười biếng liếc hắn một cái,
âm thanh lạnh lùng nói. Thiết phẩm, thức thời liền đem sự tình linh khí biến mất từ đầu chí cuối trả lời ra. Nếu không cũng đừng trách bổn tọa vô tình. Thiết phẩm ở trước mặt khí thế của hắn nhịn không được run rẩy, cuối cùng cố lấy dũng khí cơ hồ là gầm thét quát, ta minh bạch, khó trách lúc trước ế xanh tộc chiếm lĩnh thần thụ của tộc ta, ngài sẽ đứng về phía ế xanh tộc. Nguyên lai ngài cũng là hợp mưu a hát. Hừ, thần vật như thế, do người có năng lực chiếm cứ. Các ngươi hỏa ngư tộc chiếm nhiều năm như vậy, chỉ biết ăn lá cây. Ế xanh tộc vừa tới, thực lực toàn tộc đã tăng lên mấy cấp bậc không ngừng. Mà ngay cả bổn tọa cũng được ích lợi không nhỏ. Các ngươi còn có mặt mũi tại đây nói. Mau chóng đem linh khí mang trở về cho ta. Nếu không hôm nay không chỉ có giết các ngươi, chính là hỏa ngư nhất tộc cũng phải diệt môn cho ta. Vi Hi sắc mặt dữ tợn. Trong khoảng thời gian này ở trong Côn Ngô thần thụ đạt được chỗ tốt không gì so sánh nổi, lại bị mấy tạp chủng trước mắt này phá đi. Như vậy làm sao không khiến cho hắn nổi giận cho được. Thiết phẩm cả kinh, lập tức cười thảm nói. Vi Hi đại nhân, cái cây là vì sao mất đi linh khí, ta cũng không biết. Ngài muốn giết cứ giết ta đi, kính xin buông tha những người khác. Chúng ta hỏa ngư nhất tộc vạn năm qua đối với bức phún nhất tộc các ngươi đều là cung kính, mỗi năm cống lễ chưa bao giờ thiếu đi. Mong rằng đại nhân hạ thủ lưu tình, bớt nói nhảm nhiều lời như vậy, các ngươi chút lễ cống này, mấy vạn năm cộng lại đều không thể so sánh bằng hiệu quả một ngày ta ở chỗ này. Không chịu nói đúng không? Ta đây trước hết bắt người lão bất tử kia khai đao. Vi Hi nào có chịu nghe hắn giải thích thế nào, ở trong tai hắn, tất cả những lời này đều là lý do không chịu giao ra linh khí. Hắn một trưởng chảo ra, lập tức đem thiết phẩm lăng không bắt lên, âm thanh lạnh lùng nói, một cơ hội cuối cùng, nói mau. Thiết phẩm vội vàng hướng đám người sau lưng quát, các ngươi ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Một đoạn Việt nhìn chú ấn trước ngực mình. Ba điểm đen lần nữa sinh ra cái đuôi dài, quấn thành một vòng, tu vị lập tức hạ xuống, trở lại thất tinh vũ tông. Trên mặt Thiết Phàm khẩn trương, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Hừ, coi như tự mình biết mình. Vi Hi lộ ra răng nanh dữ tợn, cười lạnh nói. Ngươi coi như là tu vị vũ hoàng, nếu không nói như vậy. Liền trở thành thuốc bổ cho bản tọa A, buông hắn ra. Đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, buông hắn ra. Ta cho người biết nguyên nhân linh khí mất đi. Mọi người nhao nhao sắc mặt biến hóa nhưng đều lộ ra vẻ vui mừng. Ai, là ai? Vi Hi sắc mặt đại biến, dùng tu vị của hắn, vậy mà không có phát hiện bóng người, cũng không biết thanh âm là từ đâu truyền đến. Ta là ai không trọng yếu, người muốn linh khí đúng không? Tốt, ta cho ngươi, nhưng phải xem ngươi có mạng để cầm cái này hay không. Thanh âm kia lần nữa vang lên, trong lúc đó một cổ không gian có chút bắt đầu vặn vẹo. Cảnh tượng trước mắt trở nên có chút cảm giác hoảng hốt. Ầm ầm. Trong lúc đó không biết từ chỗ nào vào tới mảng lớn hỏa diễm, giống như lăng không đánh tới, lập tức như là sơn thể băng liệt lăng thẳng xuống, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Chi. Vi Hi hoảng sợ hít một hơi lạnh, biển lửa ngập trời kia giống như rời sông lấp biển lan tràn mà ụp xuống. Hơn nữa càng khiến cho trong lòng hắn sợ tới run rẩy là ở trong ngọn lửa này thậm chí có một loại cảm giác vô lực hắn không cách nào ngăn cản. Dám chơi đùa ta. Hắn phẫn nộ đem thiết phẩm trực tiếp ném văng ra, cả người lập tức đem chân khí hộ tại xung quanh thân thể, tựa như đạn pháo hướng trên không bắn đi, muốn lao ra khỏi cái biển lửa này. A hát! Thân thể vừa mới vào tới trong ngọn lửa, lập tức phát ra một tiếng hét thảm, hắn hoảng sợ phát hiện, hộ thể chân khí của mình lập tức bị hỏa táng, hỏa diễm trực tiếp theo làn da của hắn thẩm thấu đi vào, đem ngũ tạng lục phủ cùng tứ chi bách hải thiêu đốt lên. A hát! Không có khả năng, làm sao có thể như vậy? Hoang đường, quá hoang đường. Vi Hi không cam lòng gào thét. Bổn tọa chính là nhất giới vũ tôn cường giả, thống lĩnh cái hải vực này hơn 400 năm, chính là một phương vô địch tồn tại. Làm sao có thể vẫn lạc tại đây? Đây là loại hỏa gì? A hát, không, cả quá trình không tới vài giây đồng hồ, thân thể Vi Hi đã triệt để bị đốt tới cho tàn đều không sót lại, hoàn toàn biến mất ở trong biển cả này. Chi? Đoạn Việt cũng hít một hơi lạnh, nhìn xem đại hỏa đầy trời đổ ập xuống kia, vội vàng kinh hãi hô, này này, coi chừng đừng đốt tới chúng ta a hát. Ngọn lửa này đụng một cái sẽ chết a hát. Chính hắn cũng là cao thủ thao túng hỏa diễm, nhưng ở dưới thần diễm này lại cảm thấy một hồi run rẩy hít thở không thông, cảm giác thần phục đó là đến từ sâu trong linh hồn. Hắn lập tức hiểu được, cái này là Phượng Hoàng chân hỏa. Ầm ầm, ngọn lửa kia trực tiếp rơi xuống.
nhưng ở trên không mấy người trực tiếp phân tán ra, hình thành một vòng hình tròn đem mấy người ngăn cách ở bên trong, sau đó dùng mấy người làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng đốt đến, những nơi đi qua toàn bộ hóa thành hư vô. Thần hỏa, đây cũng là thần hỏa tổ tiên chúng ta đã từng đạt được cơ duyên lớn lao sao. Thiết Phàm lẳng lặng nhìn xem hỏa diễm hùng vĩ này, tựa như một phương thiên địa chúa tể, bốn phía nước biển càng là nhao nhao tránh né ra, cả Côn Ngô thần thụ hiển lộ ở dưới một mảnh chân không. Bắt đầu thừa nhận hỏa diễm tẩy lễ, Thiết Lăng cũng là nội tâm vô cùng khiếp sợ, có chút sững sờ, liền vội vàng giúp Thiết Phẩm bắt đầu trị liệu. Thiết Phẩm vốn là thọ nguyên sắp hết, cộng thêm chân khí hao tổn quá độ, lại bị Vi Hy tra tấn vài cái đã là bộ dáng dần dần sắp chết. Tranh thủ thời gian chạy a hát, hỏa thiêu tới nơi. Ta chơi mẹ nó, như thế nào xảy ra hỏa hoạn? Là ai không cẩn thận như vậy a hát? Chạy cái rắm a hát, tranh thủ thời gian dập tắt lửa a hát. Diệt cái giám a hát tộc nhân đều chết rồi, nếu không chạy liền không kịp, a hát. Không, không thể nào, ta chính là võ vương cường giả a hát, như thế nào bị hỏa này dính lên thiêu đốt bên trên a hát, a hát. A hát. Khắp nơi truyền đến đủ loại tiếng kêu la thảm thiết của ế xanh tộc nhân cùng tiếng kêu gọi nhau chạy trốn thoát chết, nhưng là tốc độ của Phượng Hoàng thần hỏa này cơ hồ có thể trực tiếp đột phá không gian, rất nhanh liền đem Côn Ngô thần thụ toàn bộ bao phủ vào. Toàn bộ ế xanh tộc nhân đều bị chết chảy trong đó. Đại hỏa hừng hực ở dưới đáy biển tiếp tục thiêu đốt lên, xa xa nhìn lại, ở trong một mảnh chân không, dĩ nhiên giống như bị một chân linh hỏa phượng chiếm giữ ở đó, toàn thân đều là diễm sắc đỏ tươi trông rất sống động. Ở sâu trong Nam Hải không biết bao nhiêu vạn dặm phía xa, bên TNG một tòa thủy tinh cung óng ánh sáng long lanh, một vị lão giả đang ngồi xếp bằng, một loại hào quang bảy màu quay chung quanh hắn không ngừng xoay tròn. Dưới hai tay pháp ấn không ngừng kết xuất các loại khoa đầu văn tự màu vàng, tựa hồ đang tu luyện thần thông lợi hại nào đó. Trong lúc đó, hai tay của hắn hợp lại, tu luyện xong toàn bộ dừng lại. Hai con người bỗng nhiên mở ra, một đám tinh quang bắn thẳng đến mà ra, khiếp sợ nhìn về phía sâu trong Nam Hải vô tận kia, phảng phất muốn xem thấu hết thảy hư không. Chuyện gì xảy ra, loại cảm giác này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là có vị đại năng chi sĩ nào đó hàng lâm vùng biển Nam Hải của ta. Lão giả thì thào tự nói, thần sắc trên mặt một mảnh nghiêm nghị, trong đôi mắt càng là lộ ra vẻ nghi hoặc thật sâu, hắn quả quyết quát hải dạ xoa ở đâu. Trung ương thủy tinh cung một mảnh nước biển dần dần toát ra đại lượng bong bóng nhỏ, dần dần một thân thể hải tộc ngăm đen xuất hiện ở trong đó, chậm rãi đi xuống, quỳ một gối xuống tại trước mặt lão giả có thuộc hạ. Lão giả ngưng giọng nói. Ta cho ngươi nhanh chóng tiến về trước phương Bắc điều tra, rốt cuộc là người phương nào ở trong vùng biển của ta trổ hết tài năng. Sau khi làm rõ mau chóng hồi báo, nhớ lấy, vạn vạn không thể đắc tội người nọ. Vâng. Dạ xoa kia đáp ứng một tiếng, liền dần dần trở nên hoảng hốt, cuối cùng biến mất ở trong thủy tinh cung. Ở chỗ Côn Ngô thần thụ, một con phượng hoàng cực lớn do hỏa diễm biến hóa đang ngủ đông ở đáy biển, từ từ thiêu đốt. Bốn phía nước biển điên cuồng thối lui. Ở chỗ sâu trong biển cả ít nhất mấy cây số tất cả đều là một mảnh chân không. Cho dù là nước biển xung quanh mảnh chân không này cũng đang cấp tốc sôi trào, toát ra đại lượng hơi nước cùng bong bóng màu trắng, một mảnh trắng xóa mắt không thể nhìn thấy. Đám người Đoạn Việt bị vây bên trong ngọn lửa, tuy rằng hỏa diễm không thể tới người, nhưng loại nhiệt lượng cực lớn này cơ hồ cũng đem mấy người triệt để trưng chín. Liều mạng thi triển ra vòng phòng hộ ngăn cách sóng nhiệt, nhưng là toàn thân dần dần trở nên đỏ bừng. Đại hỏa không chỉ có kinh động Nam Hải chi chủ, chung quanh vạn dặm phạm vi hải vực nơi có sinh vật, tất cả đều kinh hãi nhao nhao mà ra. Một loại lực lượng khiến cho bọn hắn tim đập nhanh khó chịu ở trong nước biển nhộn nhạo ra, ầm ầm hướng phía xa xa bơi đi, không dám tới gần. Hỏa diễm không biết thiêu đốt bao lâu, mấy người Đoạn Việt có lẽ đã bị trương tới khô khốc, một đôi môi nứt nẻ cháy máu, làn da đều nẻ nở, hơn nữa tất cả mặt không biểu tình, dùng sức liên thủ chống một phòng ngự cháo. Ngăn cản sóng nhiệt kia đánh tới, hơn nữa phòng ngự cháo càng ngày càng nhỏ, dần dần không hề còn cảm giác. Cứ tiếp tục xuống như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại hỏa này thiêu đốt bao lâu rồi? Sợ là đã vài ngày liền a. Tiểu tử kia đến cùng đang giở trò quỷ gì? Sẽ không là bản thân đều chết cháy a. Đoạn Việt nhìn chú ấn trước ngực mình lần nữa bị phong ấn kia, thở dài thật sâu, lui ra. Thiết Phàm thì là hét lớn một tiếng chống đi tới. Tiếp tục đem phòng hộ này giữ gìn. Thiết Phẩm đã sớm suy yếu không thành bộ dáng, thở dốc nói. Thánh,
Thánh sứ đại nhân người không có việc gì, Thiết Lăng cũng là nói ra. Đúng vậy, Đoạn tiên sinh, nếu là thánh sứ đại nhân gặp chuyện không may mà nói, những hỏa diễm này đã sớm đốt tiến đến, như thế nào sẽ khống chế tinh diệu như thế? Đoạn Việt suy nghĩ cũng đúng, nhưng như vậy vô cùng vô tận thiêu đốt tiếp tục, sớm muộn vẫn là chết a hát. Tiểu tử này từ sau khi thiêu chết Phi Hy, liền không phát ra thanh âm gì nữa, hơn nữa liên hệ cũng không liên hệ không được. Lửa đang nhỏ dần. Thiết Lăng đột nhiên cả kinh, lập tức đại hỉ kêu lên, các người mau nhìn, đại hỏa đang nhỏ dần. Hỏa diễm bên ngoài vòng phòng hộ bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà thối lui. Phạm vi cấp tốc thu nhỏ lại tựa hồ đã thiêu đốt tới tận cùng. Hô! Thiết Phàm sâu sắc thở phào một hơi, nhưng lại như cũ không dám buông ra vòng phòng hộ, dù sao sóng nhiệt bên ngoài vẫn là thật sự quá lớn, hắn sợ không cẩn thận, mấy người lập tức cũng sẽ bị sóng nhiệt trực tiếp nướng chín. Đại hỏa đầy trời nhanh chóng thu nhỏ lại, thật giống như nước biển thoái chiều vậy. Những nơi đi qua, tất cả đều là một mảnh đen kịt. Vốn là Côn Ngô thần thụ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả một điểm dấu vết cũng không có để lại đến, phảng phất như cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Sau khi hỏa thế thối lui ra, thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần hiện ra đến, đám phượng hoàng chi hỏa kia thối lui đến quanh thân hắn, sau đó huyễn hóa ra một con hỏa phượng xa hoa, vòng quanh thân thể của hắn bơi qua bơi lại, kêu to không ngừng. Cuối cùng trong tay người đó kết xuất một trường ấn, một khoa đầu văn phong cách cổ xưa màu vàng hiển hiện nơi lòng bàn tay, phượng hoàng hỏa linh kia lập tức bị dẫn dắt. Bay vào trong mi tâm của hắn. Người phương nào lớn mật, lại dám ở trong hư không nhìn trộm ta. Cút ra đây cho ta. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ dương đôi mắt lên, hai luồng hỏa diễm trong hai tròng mắt nhảy lên, hướng phía một phương hư không nhìn lại. Loại hỏa phượng uy áp này lập tức tản mát ra, phảng phất muốn đem một phương thiên địa khóa lại. Đại nhân bất giận. Ở đằng kia phía trên phiến chân không, lăng không hiện ra một đạo khe hở, một thân thể hải tộc đen kịt đi tới. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng hồ nghi, nhìn phía dưới Lý Vân Tiêu cất cao giọng nói, không biết cao nhân phương nào, tại vùng biển Nam Hải ta hiển lộ rõ ràng thần thông. Lý Vân Tiêu thấy rõ người tới, trong nội tâm kinh hãi, nhưng trên mặt lại hiện ra một tia khinh thường cười nhạo, nguyên lai là Tuần Hải Dạ Xoa, chạy trở về cho bổn tọa đi. Hắn vốn là Vũ Đế đỉnh phong đại tông sư, trên người có một loại khí thế quân lâm thiên hạ, cộng thêm phượng hoàng chi hỏa còn nhảy lên trong người. Phát ra cổ thần cảnh uy áp này càng làm cho người ta tâm kinh đảm hàn. Tuần Hải Dạ Xoa gian nan nuốt vài ngụm nước miếng, người trước mắt này tu vị trong mắt hắn chỉ có vũ quân, nhưng trong lúc vô tình toát ra khí thế cùng với uy áp này lại đủ để cho linh hồn hắn đều cảm thấy một hồi run rẩy. Trong nội tâm âm thầm suy tư, người này thực lực vũ quân tuyệt đối chỉ là biểu tượng, chỉ là cổ uy áp này cùng với thần hỏa hủy thiên diệt địa vừa rồi cũng đủ để chứng minh thực lực người này trên ta xa. Hắn còn nhận ra ta là Tuần Hải Dạ Xoa, huống hồ đại nhân minh xác nhắn nhủ, tuyệt không thể đắc tội người này. Hắn lập tức thở ra một hơi nói. Mong rằng đại nhân thông báo danh tính, ta tiện trở về cùng đại nhân nhà ta giao phó. Khi nói ra những lời này, hắn lập tức phát hiện mình trong hai tay dĩ nhiên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu híp mắt, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Muốn biết bổn tọa là ai, lại để cho Khâm Minh tự mình tới hỏi. Trong 3 giây. Nếu không xéo đi, liền vĩnh viễn lưu lại cho bổn tọa. Trong hai tròng mắt của hắn hỏa diễm lập tức hóa thành hai đạo phượng hoàng chi ảnh, tựa hồ muốn bay lên không mà ra, khí thế ngập trời. Tuần Hải Dạ Xoa sâu trong linh hồn mạnh mẽ run rẩy một hồi, vội vàng vung tay lên, lập tức đem một chỗ chân không xé mở ra một cái khe hở, nửa người đã bước đi vào. Những tuyệt đại cường giả này, ai nấy đều là tính tình cổ quái, một lời không hợp liền giết người đó là sự tình bình thường. Nếu là mình không có mắt đắc tội người này, cho dù chết, Hải Vương đại nhân cũng chưa chắc sẽ đòi lại công đạo cho mình. Sau khi hắn nghĩ như vậy, lập tức hướng trong cái khe không gian bỏ chạy, còn lưu lại một câu nói sang sảng tới. Đại nhân bất giận, ta hiện tại đi hồi bẩm Hải Vương đại nhân. Lý Vân Tiêu trong miệng nói Khâm Minh, đúng là Nam Hải chi vương trong tứ hải. Tuần Hải Dạ Xoa vừa đi, không trung hiện ra khe hở kia lập tức khép kín lại. Thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Một mảnh đáy biển sâu kín âm thầm chân không. Dọa sợ. Lý Vân Tiêu nội tâm mạnh mẽ rơi xuống, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, không thể tưởng được giúp Côn Ngô thần thụ niết bàn thoáng một phát, dĩ nhiên tạo ra động tác to lớn như thế, liền Nam Hải Thủy Tinh cung vị kia đều bị kinh động. Cũng may Phượng Hoàng chân hỏa còn chưa có trở lại trong linh hồn,
như cũ ở trong cơ thể hắn nhảy lên, chính mình phát ra loại ý cảnh này, đúng là bên trong thần hỏa ẩn chứa thập phương chi cảnh, nếu không mà nói có thể dọa lui đối phương hay không cũng không nắm chắc bao nhiêu. Hắn vội vàng tĩnh tâm lại, đem thần hỏa kia dần dần trở về sâu trong linh hồn, cuối cùng hóa thành bình yên. Đúng lúc này, vốn là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc trên thân thể bắt đầu hiện ra từng đạo vết nứt nẻ, phá vỡ mà đi ra. Trên mặt Lý Vân Tiêu lại là dị thường bình tĩnh, không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại có chút vui vẻ. Phanh! Toàn thân da rẻ rốt cuộc đều bị nghiền nát, hóa thành từng đạo huỳnh quang tiêu tán trên không trung, cảm giác tựa như tinh quang dần dần tiêu tan. Sau khi bị nghiền nát, trên da thịt Lý Vân Tiêu hiện ra một tầng bạch sắc quang mang chói mắt lấp lánh, tựa như kim cương lóe ra không ngừng, cả người ở bên trong hào quang không thể nhìn thẳng. Chí cường bá thể, bá thiên luyện thể quyết đệ nhị trọng cảnh giới, chí cường bá thể. Bá thiên luyện thể quyết tam trọng cảnh giới, thân như lưu ly, chí cường bá thể, bất diệt kim thân. Lý Vân Tiêu đại hỉ, nhìn mình một thân hào quang, lại cảm nhận được ở trong thân thể loại lực lượng bành trướng này, lập tức vui mừng như điên. Chỉ bằng vào bộ dạng thân thể này của hắn, cho dù không sử dụng chân khí, cũng đủ để cùng vũ quân cường giả chiến một trận. Huống chi bản thân sau khi hấp thu đại lượng linh khí của Côn Ngô thần thụ, cộng thêm thần hỏa nung nướng, cũng đã đạt tới nhất tinh vũ quân chi cảnh một ha ha, tứ tượng cảnh vũ quân, lão tử rốt cục trở về một chút rồi. Lý Vân Tiêu đại hỉ lẩm bẩm, hắn đột nhiên lông mày nhíu lại, phát hiện xa xa mấy người đang nhanh chóng bay tới. Hù dọa, các người đây là làm gì vậy? Như thế nào đem mình cũng bị nướng chín? Lý Vân Tiêu sau khi nhìn thấy mấy người, lập tức đã giật mình, tất cả đều là toàn thân đỏ bừng, hồng xăm hắc, toàn thân cao thấp trừ tròng mắt vẫn là màu trắng da, đã tìm không lại được bộ dáng lúc trước. Mấy người tất cả đều là ánh mắt u oán nhìn về phía hắn, Đoạn Việt cả giận nói. Còn không phải tiểu tử ngươi làm chuyện tốt, làm ra động tĩnh to lớn như thế, còn không mau chạy. Ngươi nhìn xem tứ phương chân không này, nếu là đợi lát nữa nước biển tuôn đi qua, tất nhiên sẽ hình thành dòng xoáy đáy biển thật lớn, bằng vào lực lượng của mấy người chúng ta sợ là trốn không thoát. Lý Vân Tiêu nhìn xem phía trên đám nước biển âm u kia, bị Phượng Hoàng chân hỏa chi lực bức khai mở ra, dĩ nhiên không có trực tiếp rớt xuống, lại như cũ còn lơ lửng bên trên. Điều đó lại mang đến cho mọi người một loại cảm giác áp lực càng ngày càng mạnh, phảng phất như có dấu hiệu trước khi trời sập đất lún. Đúng vậy, chạy mau. Nước biển này dũng mãnh tiến đến mà nói, đừng nói ta cùng lão Đoạn coi như là các ngươi đám hải ngư này cũng chưa chắc sống sót. Thánh sứ đại nhân. Thiết phẩm cơ hồ khô quắt đột nhiên mở miệng nói ra. Thánh sứ đại nhân, vừa mới xuất hiện tại trên bầu trời, sẽ không phải là tuần hải dạ xoa đại nhân trong thủy tinh cung. Thanh âm của hắn cực kỳ khàn khàn, hơn nữa cơ hồ mang theo tơ máu. Thì sao nào? Bóng đen thui kia đúng là tuần hải dạ xoa. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Đến lúc này như thế nào còn có tâm tư hỏi cái này? Chi? Tuy rằng nội tâm sớm có suy đoán, nhưng đạt được Lý Vân Tiêu khẳng định, sau đó mấy tên hỏa ngư tộc nhân càng là toàn thân run rẩy thoáng một phát, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ bị giật mình không nhẹ. Thiết phẩm run rẩy nói. Đại nhân, tuần hải dạ xoa đại nhân kia, trong truyền thuyết đó là cửu thiên cảnh giới cường giả A Hát. Hơn nữa dạ xoa nhất tộc, tại tứ đại hải vực đó là tồn tại gần với vương tộc, cũng là hải tộc cường giả cấp độ S A Hát. Lại bị ngài quát tháo thoáng một phát liền dọa chạy. Cái gì, vũ đế cường giả? Đoạn Việt cũng là sợ tới mức không nhẹ, thất thanh nói. Khó trách đi đến vô tung, dĩ nhiên là trực tiếp xé mở khe hở, tiến hành, xuyên qua không gian. Tiểu tử ngươi thật sự là gan lớn nghịch thiên, vậy mà dựa vào Phượng Hoàng chi hỏa dọa chạy vũ đế cường giả. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin A Hát. Hắn tuy rằng đã giật mình, nhưng rất nhanh liền minh bạch mấu chốt trong đó. Nhất định là thần hỏa chi uy kia mới dọa chạy được đối phương, nếu không chỉ bằng vào tu vị vũ quân hiện tại của hắn, tuyệt đối ngăn không được một ngón tay của người ta. Võ, vũ quân. Đoạn Việt nghĩ vậy. Trong lúc đó đồng tử nhảy dựng, trong hai tròng mắt tuôn ra tinh mang gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, như là gặp quỷ rồi, bỗng nhiên hô lên như điên vậy, ngươi. Hắn hung hăng nuốt mấy ngụm nước miếng, thật giống như con vịt bị người ta bắt lấy ít hầu vậy, cạc cạc kêu lên, võ, vũ quân. Ngươi dĩ nhiên trực tiếp bước vào một đại cảnh giới, vọt tới vũ quân. Con mẹ nó, tổ cha nó, thiên sư mày,
lão tử không phải nằm mơ à. Người mau đánh ta một phát, xem có phải đang nằm mơ hay không. Phanh, không lưu tình chút nào một quyền oanh ra, đáy biển không khí mỏng manh, nhưng là phát ra thanh âm áp bách bén nhọn, trực tiếp oanh ở trên mặt của Đoạn Việt, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắc hắc, bá thiên thân thể, quả nhiên không tệ. Hắn thỏa mãn nhìn quyền đầu của mình, cười hắc hắc nói. Dưới một quyền này không có sử dụng nửa phần chân khí, thuần túy chính là dựa vào lực lượng thân thể, dĩ nhiên một quyền đánh bay Vũ Hoàng tồn tại. Oa, đau quá. Đoạn Việt bụng mặt, cơ hồ là khóc tang mà chạy tới. Cho người đánh, người rõ ràng đánh vào mặt. Oa, tiểu tử ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quá phá vỡ thưởng thức, loại tốc độ tu luyện này của ngươi, còn lại để cho đám được xưng là thiên tài trên đại lục kia, yêu nghiệt người sống thế nào a? Còn để cho chúng ta những người bình thường này sống kiểu gì a? Thượng thiên thực mẹ nó bất công a hát, Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Đi nhanh lên a, còn tiếp tục dây dưa, đừng nói nước biển này sắp chút xuống, tên tuần hải dạ xoa kia sau khi trở về báo cáo, chưa biết chừng Khâm Minh tiếp theo đây sẽ xé rách không gian trực tiếp đi đến. Tới lúc ấy ai cũng đều xong đời. Vừa nghe đến tuần hải dạ xoa cùng Khâm Minh, thiết phẩm mấy tên hỏa ngư tộc này lập tức toàn thân run rẩy không ngừng, vội vàng xoay người rời đi. Nước biển chút xuống tuy rằng khủng bố, nhưng bọn hắn cũng tự nhận là còn có chống đỡ được, nhưng vị dạ xoa cùng hải vương kia chỉ là nghĩ thôi cũng đã khiến cho hai chân bọn hắn như nhũn ra. Đây cũng là đẳng cấp uy áp hải tộc vô số năm qua tạo thành chấn nhiếp linh hồn. Đoạn Việt cũng không dám la lối nữa, tám người cộng đồng căng ra một bong bóng cực lớn, đặt mình trong đó, thật giống như chiến xa hướng phía bên trong nước biển vô tận bơi đi. Dù sao Lý Vân Tiêu cùng Thiết Lăng Thiết Phi vẫn chưa thể lâm không phi hành được. Dưới mọi người hợp lực, rất nhanh đã nhảy vào trong nước biển. Tựa hồ lần này xúc động nguyên bản đã ở vào biên giới nước biển, sau khi mấy người nhảy vào, lập tức từ phía nước biển điên cuồng hướng tới khu vực chân không kia dũng mãnh đi vào. Một vòng xoáy đáy biển cực lớn trong khoảnh khắc hình thành. Tám người nhao nhao sắc mặt đại biến, Lý Vân Tiêu đem các loại đan dược trên người toàn bộ cống hiến ra, lại để cho mọi người ăn vào từng viên khôi phục thể lực, chèo chống bong bóng cực lớn không đến mức bị nổ tung. Ầm ầm, vòng xoáy dần dần mở rộng, không biết cuốn vào trong phạm vi bao nhiêu hải vực, vốn là tại cách đó không xa đám hải tộc kia cũng đồng thời bị lực kéo, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, toàn bộ cuốn vào. Vòng xoáy này tựa hồ không chừng mực lan tràn ra tại đáy biển, không biết qua bao lâu, mới dần dần gần như bình tĩnh. Nhưng là trong vòng phạm vi mấy trăm dặm, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại có dấu vết bùn cát cực lớn yên lặng tại đáy biển. Phốc! Một bóng người trực tiếp từ trong bùn chui đi ra, điên cuồng nôn ra mấy ngụm cát, toàn thân nước bùn từng chút một bong ra, rất nhanh đã lộ ra một thân hình trơn bóng như ngọc. Đúng là Lý Vân Tiêu, tuy rằng lực trùng kích của vòng xoáy rất lớn, thậm chí liền bong bóng của bọn hắn đều bị đè ép nổ tung, nhưng đối với thân thể lại không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Xem ra trình độ cường hãn của trí cường bá thể vẫn ở trên bản thân dự tính. Hắn nhìn qua đáy biển mênh mông, thần thức lập tức phóng xạ ra, bắt đầu tìm tòi những người còn lại. Vòng xoáy chi lực tuy rằng cường đại, nhưng thiết phàm bọn hắn dù sao cũng là hải tộc, không đến mức có chuyện. Duy nhất phải lo lắng chính là tộc trưởng thiết phẩm, sợ rằng khó có thể thừa nhận trùng kích như thế. Đây là... Ánh mắt của hắn có chút đưa lên, nhìn qua một chỗ ở bên trong bùn nước xa vài trăm thước, một người đang giãy giụa bò dậy, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Người nọ từ trong bùn lầy giãy giụa đứng lên, sau đó lẳng lặng trôi ở trong nước biển, miệng thở hổn hển, nhớ lại đủ loại chuyện vừa rồi phát sinh, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đột nhiên một đạo kiếm quang chớp động, bên trong đáy biển ẩn ẩn truyền đến tiếng hổ gầm, một con huyết sắc mãnh hổ hóa thành kiếm quang hướng tới hắn gào hét mà đến. Hích 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 con mẹ nó. Người này mở miệng chửi thề một câu, cả người lập tức bắn nhanh mà ra, tránh thoát một kiếm kia. Đối phương lại không thuận theo không buông tha, đuổi theo chém tới, vạn đóa thanh liên tại đáy biển không ngừng tiêu tan, đem hắn bao phủ vào trong. Tiểu tử, thật không biết tốt xấu. Ta chính là nhị tinh Vũ Hoàng, giết ngươi như giết chó. Thức thời cút nhanh lên cho ta. Người này đúng là hành nguyên, ở bên trong vòng xoáy dây giụa, nhưng chân nguyên trong cơ thể lại hao phí 7-8 phần, trên thân thể cũng nhận được thương thế thật lớn. Cộng thêm lúc trước Lý Vân Tiêu thi triển Phượng Hoàng chân hỏa kia, quả thực đem hắn dọa sợ, vì thế lúc này một lòng muốn trốn, đừng cho là ta bị thương sẽ sợ hãi ngươi,
ta và ngươi vẫn như trước hơn kém ba đại cảnh giới a hát. Hắn không ngừng mở miệng uy hiếp, lại phát hiện đối phương căn bản không để ý tới, chiêu chiêu lăng lệ ác liệt vô cùng, hơn nữa càng giết càng mạnh mẽ. Hành Nguyên triệt để im lặng, hắn không cam lòng vừa trốn tránh, vừa giận dữ hét lên. Ngươi nhà chính là kẻ ngu ngốc a hát, lão tử cao hơn ngươi ba đại cảnh giới còn đánh, ngươi có biết khác biệt giữa Vũ Hoàng cùng Vũ Quân hay không? Ngươi có phải bị ngu ngốc rồi không? Càng làm cho hắn tức giận không thôi là chính mình đường đường một kẻ Vũ Hoàng ở phía dưới vòng xoáy này đều là trọng thương chồng chất, tên kia rõ ràng một Vũ Quân dĩ nhiên lông tóc ít bị tổn thương. Ân, cái gì? Hắn đột nhiên mở to hai mắt, sợ hãi nói. Ngươi dĩ nhiên là Vũ Quân, mấy ngày hôm trước rõ ràng vẫn là nhất tinh đại vũ sư kia mà. Hắn dưới khiếp sợ, lập tức phản ứng chậm nửa nhịp. Lập tức bị hổ nha kiếm của Lý Vân Tiêu trực tiếp đâm trúng đùi, máu tươi bắn nhanh ra. Trên đùi đau đớn mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần, ngoài kinh sợ ra cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể vội vàng quay đầu chạy trốn. Hành Nguyên tinh tường, dùng trạng thái trước mắt của mình đừng nói đối phó một gã vũ quân, cho dù là một gã đại vũ sư cũng không là đối thủ. Nếu là mình dựa vào tổn thương tu vị đánh chết Lý Vân Tiêu, vậy cũng tuyệt đối không có biện pháp ở trong biển rộng hung tàn này trở lên trên mặt biển. Muốn chạy trốn, cao hơn ba đại cảnh giới, ngươi còn bỏ chạy, ngươi có phải bị ngu ngốc rồi không? Trong miệng Lý Vân Tiêu không buông tha người, đuổi theo chém tới. Hành Nguyên tức đến thiếu chút nữa không có thổ huyết, một cổ xấu hổ và giận dữ dâng lên, lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nghiêm mặt chạy trốn. Tánh mạng hắn càng tôn quý hơn, với lại vừa mới tiến giai Vũ Hoàng không lâu, còn không có hưởng thụ loại địa vị tôn sùng vô thượng này, cũng không thể vì một lúc khí phách. Vì đánh chết một con kiến mà chịu uất ức chôn vùi ở trong đáy biển cả này. Thánh sứ đại nhân, mau đến xem cha ta sắp không được rồi. Thanh âm của Thiết Lăng truyền đến. Xa xa, hắn đang ôm Thiết Phẩm ở bên trong một bãi bùn nước, trên người tràn đầy lầy lội. Thiết Phẩm khí tức cực độ yếu ớt, Lý Vân Tiêu quay đầu lại nhìn một chút, lập tức kéo ra cùng Hành Nguyên khoảng cách. Hành Nguyên đại hỉ, mượn cơ hội cưỡng ép đề khẩu chân khí, phi tốc kéo ra xa hơn 100 mét. Lúc này mới trong nội tâm một hồi thư giãn thích ý, quay đầu cuồng tiếu nói tiểu tử, bộ dáng của ngươi ta đã ghi nhớ. Đợi trở lại Thanh Hải Trấn, ta sẽ hảo hảo gọi ngươi, lại để cho ngươi biết cao hơn ba đại cảnh giới chính là loại khác biệt như thế nào. Ha ha, hắn đắc ý cười lớn hướng mặt biển bơi đi. Lý Vân Tiêu tiếc hận nhìn xem hắn đào tẩu, có chút thở dài. Hắn cũng không phải muốn giết người này, mà là trên người Hành Nguyên còn có đồ vật hắn thập phần coi trọng Tử Văn Cửu Anh Giao. Nếu là trở lại Thanh Hải Trấn, sợ rằng sẽ không còn hy vọng đoạt lại nữa. Hắn lập tức hướng phía Thiết Lăng bơi đi, hải tộc thiếu niên này đã mặt mũi tràn đầy nước mắt, thút thít nỉ non thành tiếng. Thiết Phẩm một thân khô quắt nằm ở trong lòng ngực của hắn, sinh cơ đứt quãng, cả người giống như so với lúc trước già đi mấy chục năm, đã đến trình độ dầu hết đèn tắt. Thánh sứ đại nhân, ngài là sứ giả thượng thiên phái tới, nhất định có biện pháp cứu cha ta, đúng hay không? Thiết Lăng khóc lóc kéo lấy ống tay áo của Lý Vân Tiêu đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Lý Vân Tiêu khó xử thở dài. Thiên đạo thường, không phải nhiêu tồn, không là kiệt vong. Cha ngươi lần này thật sự đại hạn đến rồi, trừ phi lại có một gốc côn ngô thần thụ, ta còn có thể đem hắn cứu trở lại. Người luôn luôn sinh ly tử biệt, hắn cũng không muốn lừa gạt Thiết Lăng, ăn ngay nói thật đáp. Thiết Lăng lập tức lâm vào một mảnh tuyệt vọng, cả trái tim lạnh như băng. Đừng nói kể bên này vạn dặm hải vực, coi như là cả Nam Hải, cũng chưa chắc sẽ có gốc côn ngô thần thụ thứ hai tồn tại. Hắn gắt gao cắn môi, đem Thiết Phẩm chăm chú ôm vào trong ngực. À, đứa nhỏ ngốc, người luôn luôn phải chết, cha đã sống đủ thời gian dài rồi. Thiết Phẩm nhàn nhạt cười, dùng khí tức yếu ớt nói ra. Tại nhiệm hỏa ngư tộc tộc trưởng này mấy trăm năm qua, ta thật sự thẹn với tộc nhân. Không chỉ có vô công. Ngược lại thiếu chút nữa đem nhất tộc kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu không có thượng thiên phái tới thánh sứ đại nhân, Thiết Phẩm ta muôn lần chết khó từ tội trạng. Tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng đại nhân, ô ô, ngươi là tộc trưởng tốt nhất của chúng ta. Tộc trưởng đại nhân, ngài không thể chết được. Hỏa ngư nhất tộc còn cần nhờ ngài đến chỉ dẫn. Không biết từ lúc nào, những người còn lại cũng vội vã hiện tại đáy biển, súng lại chạy tới. Đám người Thiết Phàm xúm lại một vòng, khóc lóc như mưa. Đoạn Việt thì là lẳng lặng yên tĩnh không nói, đứng ở bên cạnh người Lý Vân Tiêu, vẻ mặt đạm mạc. Khục khục,
Thiết phẩm kịch liệt ho khan vài câu, vui mừng cười nói. Nhìn thấy các ngươi mấy người có thể phát triển đến trình độ bây giờ, ta thực rất vui vẻ. Ta hiện tại chính thức bổ nhiệm Thiết Phàm làm Hỏa Ngư tộc tộc trưởng. Mấy người các ngươi phải tận tâm tận lực phụ tá hắn. Không, không được. Thiết Phàm quả quyết cự tuyệt nói. Tộc trưởng đại nhân, vị trí của ngài hẳn phải do Thiết Lăng tiếp đó đảm nhiệm. Hắn là tam giai hải luyện sư, uy vọng trên ta xa. Thiết Lăng khóc ròng nói. Thiết Phàm đại ca, đây là nguyện vọng của cha ta, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi muốn cho cha ta chết không nhắm mắt sao? Đúng vậy a, Thiết Phàm đại ca, đây là mệnh lệnh của tộc trưởng, ngươi không thể cự tuyệt. Thiết Tâm cũng là nói ra. Thiết Phẩm nhìn xem Thiết Phàm vẻ mặt khó xử, khẽ cười nói. Thiết Lăng, Thiết Tâm, Thiết Tý, ba người các ngươi là Hỏa Ngư nhất tộc trưởng lão. Phải tận tâm tận lực phụ tá Thiết Phàm. Vâng, tộc trưởng đại nhân, chúng ta nhất định đem hết toàn lực phụ tá Thiết Phàm đại ca. Thiết Tâm Thiết Tý cũng là mặt mũi tràn đầy nước mắt đáp. Thiết Phẩm gian nan vươn tay ra, hướng Lý Vân Tiêu chộp tới. Thánh sứ đại nhân, đa tạ ngươi. Hỏa Ngư nhất tộc ta tương lai phải dựa vào ngươi chiếu cố rất nhiều. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Tộc trưởng đại nhân, sự tình nơi đây, ta sợ rằng lập tức phải trở về Thiên Vũ Đại Lục. Ngày sau lần nữa tương kiến, không biết là năm nào tháng nào. Nhưng nếu có duyên mà nói, ta sẽ chiếu cố tốt cho Hỏa Ngư nhất tộc. Thiết Phẩm cười khổ nói. Lão Hủ vốn còn hy vọng Thánh Sứ đại nhân có thể ở lâu chút ít thời gian, dù sao Thiết Phàm bọn hắn còn trẻ. Nếu là có Thánh Sứ đại nhân tất nhiên có thể bớt phạm phải một ít sai lầm. Lý Vân Tiêu thở dài. Thực xin lỗi, tộc trưởng, ta làm không được. Đoạn Việt khẽ chau mày, hắn rõ ràng cảm giác được mấy người Thiết Phàm lửa giận bắt đầu thiêu đốt. Thiết Phẩm vội vàng nói. Đã như vậy, ngày sau nếu có duyên mà nói, mong rằng Thánh Sứ đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Lý Vân Tiêu lúc này mới gật đầu nói. Ta sẽ làm vậy. Như thế ta liền yên tâm. Thiết Phẩm thở phào một hơi, đối với đám người Thiết Phàm nói. Các ngươi ngàn vạn lần phải ghi nhớ, bất cứ lúc nào, vô luận phát sinh chuyện gì, Thánh Sứ đại nhân đều vĩnh viễn là bằng hữu của Hỏa Ngư nhất tộc chúng ta. Các ngươi phải dùng lễ tiết tôn quý nhất để tiếp đãi. Hắn cũng cảm nhận được mấy người đối với Lý Vân Tiêu bất mãn, sợ rằng bọn họ sẽ phát ra xung đột, cho nên lần này dặn dò. Vâng, tộc trưởng đại nhân, Thánh Giả đại nhân vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất của tộc chúng ta. Mấy người đều là khóc lóc đáp. Trên mặt Thiết Phẩm hiện ra vẻ mỉm cười. Đồng tử rốt cục dần dần phóng đại lên. Một gã hải tộc sống mấy trăm năm, Vũ Hoàng cường giả, tộc trưởng rốt cục đi đến điểm cuối cuộc đời, an tường mà chết đi. Tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng đại nhân. Cha! Mấy người Thiết Phàm Thiết Lăng quỳ gối trước người Thiết Phẩm, lớn tiếng khóc giống lên. Lý Vân Tiêu cùng Đoạn Việt lẳng lặng đứng ở một bên, thần sắc có chút nghiêm nghị hành lễ, bắt đầu mặc niệm. Thi thể Thiết Phẩm dần dần trở nên mềm nhẹ, cuối cùng dĩ nhiên nổi lên ánh lửa dịu dàng, lăng không bốc cháy lên. Mấy người Thiết Phàm thút thít nỉ non không thôi, không có bất kỳ bộ dáng kinh dị nào, xem là sớm đã biết sẽ như thế. Cũng hẳn là do bên trong huyết mạch bị Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa tẩy lễ qua. Lý Vân Tiêu âm thầm có chút thổn thức, không thể tưởng được Phượng Hoàng chân hỏa này thậm chí có uy năng như thế, trên vạn năm đến trực tiếp cải biến huyết mạch chi lực của một tộc. Rất nhanh, thân thể Thiết Phẩm ở dưới hỏa diễm hóa thành hư vô, triệt để biến mất trong nước biển. Đám người Thiết Phàm cũng dần dần đình trệ tiếng khóc, vừa đứng lên đến, liền im lặng không nói. Lý Vân Tiêu mở miệng trước tiên nói. Chư vị, sự tình nơi đây cũng từ biệt tại đó a. Trong mắt Thiết Phàm hiện lên một tia phẫn hận, tức giận nói. Đừng tưởng rằng ngươi là thánh sứ, có thể bao trùm ở phía trên Hỏa Ngư tộc ta. Tộc trưởng trước khi lâm chung cầu ngươi lưu lại, ngươi mặc dù là lừa gạt hắn cũng tốt, lại để cho hắn an tâm rời đi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn chăm chăm vào hắn, gằn từng chữ nói. Hỏa Ngư tộc tương lai nắm giữ ở trong tay chính các ngươi, chẳng lẽ các ngươi hy vọng đem tương lai phó thác cho một ngoại nhân sao? Thiết Phàm sững sờ, cau mày nói. Ngài là thánh sứ, chúng ta tự nhiên tin ngươi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Các ngươi đã tin ta tự nhiên không thể lừa các ngươi, kể cả lão tộc trưởng. Cái này. Thiết Phàm lập tức trầm mặc xuống. Thánh sứ đại nhân. Thiết Lăng đi tiến lên đây, tràn đầy kỳ vọng nhìn Lý Vân Tiêu, ngại ngùng mở miệng nói, ta muốn cùng thánh sứ đại nhân học tập hải luyện chi thuật.
Lý Vân Tiêu cười nói. Thiết Lăng xác thực rất có thiên phú. Hắn trầm tư một lát sau đó nói. Như vậy đi, cha ngươi vừa mới qua đời, mà ngươi lại là hỏa ngư nhất tộc tân nhiệm trưởng lão, rất nhiều sự tình đều cần các ngươi đi xử lý. Đợi hỏa ngư nhất tộc an định lại sau đó ngươi tùy thời đến Viêm Vũ Thành tìm ta, ta nhất tộc có thể đem thuật luyện chi đạo của ta từ đầu chí cuối truyền thụ cho ngươi. Viêm Vũ Thành. Thiết Lăng mở to hai mắt, có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, tuy rằng hải tộc bọn hắn cũng có thể lên lục địa sinh tồn, nhưng nhân loại đại lục hắn chưa từng có đi qua. Đúng vậy, ta là Viêm Vũ Thành thành chủ, gọi Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vuốt ve vỗ vỗ cái trán của hắn, cười nói. Viêm Vũ Thành tại vùng phía nam của Thiên Vũ Đại Lục, trong Thiên Thủy Quốc phụ cận Hỏa Ô Đế Quốc. Bất cứ lúc nào chỉ cần ngươi tới liền có thể gặp được ta. Thiết Lăng cầm thật chặt hai tay, kiên định nói ra. Đợi hỏa ngư tộc sự tình ổn định lại, sau đó ta nhất định trở về Viêm Vũ Thành tìm Thánh Giả Đại Nhân. Ta muốn đem toàn bộ hải luyện chi thuật của ngài học được hết. Trở thành một đời hải luyện đại sư, Lý Vân Tiêu mỉm cười. Ta chờ ngươi tới tìm ta, cũng chờ ngươi trở thành hải luyện sư nhân tài kiệt xuất trong tứ hải, siêu việt Cáp Tư, siêu việt Tuyết Lai, siêu việt An Sâm. Thiết Lăng cả kinh, thần sắc kinh hãi nói. Thánh Giả Đại Nhân, ngài nhận thức ba vị hải luyện đại sư trong truyền thuyết này sao? Bọn người Thiết Phàm cũng là giật mình không thôi. Lý Vân Tiêu nói ra tên ba người này chính là hải luyện tông sư nhân tài kiệt xuất nhất trong tứ hải, đã được người kính ngưỡng tồn tại. Như là thần minh vậy, phảng phất ở trên đám mây, địa vị thậm chí không ở dưới tứ hải vương giả. Lý Vân Tiêu cười nói. Ba người bọn ao bất quá là ba lão già khọm khẹm mà thôi. Thiết Lăng thiên phú tuyệt không so với bọn hắn kém hơn. Thiết Lăng triệt để ngây người, nhân vật phía trên đám mây như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng qua. Lời nói của Lý Vân Tiêu giống như một hạt giống mộng tưởng chôn sâu ở trong lòng hắn, chờ đợi ngày nào đó nảy mầm. Thiết Phàm thở dài. Thánh Giả Đại Nhân, nếu ngươi đã quyết định muốn ly khai, liền lại để cho Thiết Phi mang ngươi đi đi, dù sao cái hải vực này quá lớn, ta sợ các ngươi sẽ lạc đường. Lý Vân Tiêu có chút gật gật đầu, Thiết Phi vội vàng cung kính dẫn đường ở phía trước, mang theo hai người hướng phía trên đại hải bơi đi. Lúc đến hắn dùng dây thừng nắm hai người. Sau khi đi liền cung kinh, không dám có chút lười biếng. Nội tâm Thiết Phi cũng là vạn phần cảm kích, bởi vì Lý Vân Tiêu mang đến chút cơ duyên ấy, lại để cho hắn cũng nhận được chỗ tốt lớn lao. Ở trong Côn Ngô Thần Thụ trực tiếp tăng lên ba cảnh giới, hiện tại đã là bát tinh vũ tông cường giả. Ở trong cả hỏa ngư tộc cũng gần bằng với ba người Thiết Phàm. Nếu là đặt ở ngày bình thường tu luyện mà nói, không có 7-80 năm thời gian là không thể nào thực hiện được. Ba người ở trong biển rộng phi tốc tiến lên, rất nhanh liền xông ra mặt biển, rốt cục nhìn thấy bầu trời nắng ráo sáng sủa. Thiết Phi biết rõ Lý Vân Tiêu thực lực không bằng Vũ Tông. Không cách nào lăng không mà đứng, cố ý hai tay kết ấn hiện ra một bong bóng, đặt ở dưới chân Lý Vân Tiêu lại để cho hắn cũng có thể an ổn đứng ở trên bầu trời. Thánh Sứ Đại Nhân, tại đây chính là nơi khi trước chúng ta gặp nhau. Không biết Thánh Sứ Đại Nhân muốn trở về như thế nào? Lý Vân Tiêu nhìn chung quanh biển cả vô cùng vô tận một cái, nhìn chằm chằm vào một tòa đảo nhỏ nhô lên phía xa nói, tới trước tòa đảo nhỏ này nghỉ ngơi đi, cũng không biết khi nào lại có thể xuất hiện cầu vồng sương mù, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Đó là một tòa hoang đảo không lớn, nhưng là có diện tích vài chục dặm. Ba người sau khi đáp xuống, Lý Vân Tiêu liền lại để cho Thiết Phi trở về. Thiết Phi hai tay giơ cao khỏi đầu, thật sâu bái ba cái, cảm kích nói. Hôm nay từ biệt. Không biết ngày nào gặp lại, Thánh Sứ Đại Nhân bảo trọng, nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, sợ nhìn không được xúc cảnh sinh tình. Sau đó một đầu chui vào trong nước, biến mất ở trong biển rộng mênh mông. Lý Vân Tiêu cũng than thở nhẹ không thôi, tuy rằng hải tộc hắn tiếp xúc không ít, nhưng đều không có ấn tượng tốt đẹp gì. Hơn nữa trên tay cũng nhuộm không biết bao nhiêu máu tươi của hải tộc, đây vẫn là lần đầu tiên cùng một chủng tộc như thế thân cận. Đoạn Việt đột nhiên cười nói. Có phải không nỡ hay không? Ta nhìn ngươi lớn lên cũng rất giống những ngư đầu kia, không bằng lưu lại a, cùng với bọn họ thông hôn, ta dám cam đoan, toàn tộc ngư đầu xinh đẹp nhất mặc cho ngươi lựa chọn, có lẽ mấy trăm năm sau cũng tiến hóa thành giống bọn hắn như đúc. Ha ha, Lý Vân Tiêu miệt thị mà nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cả ngày ngoại trừ ý dâm tìm kiếm khoái cảm ra, còn có gì tài giỏi sao? Ngươi, Đoạn Việt bị hắn chống đối một hơi nghẹn tại ngực.
tức giận đến thở không được, thầm mắng bản thân mình hèn hạ, lại đi khiêu khích tên sát tinh này. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến nay, liền chưa từng chiếm được tiện nghi dưới miệng của tiểu tư này, chính mình không hấp thụ giáo huấn, còn đi khiêu khích hắn, đây không phải mình bị coi thường muốn chết sao. Hắn tức giận xoay người sang chỗ khác, tự mình ngồi ngay ngắn bắt đầu tu luyện. Trước kia vô luận dùng loại phương thức nào, tu luyện loại công pháp nào, đều không thể cảm nhận được chân khí tăng trưởng nửa phần. Nhưng vận chuyển pháp quyết Lý Vân Tiêu truyền thụ, sau đó tuy rằng quá nửa thời gian vẫn bị phong ấn. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được chân khí đang vững vàng tăng trưởng. Chỉ cần một khi bỏ niêm phong đi ra, lập tức có thể tu vị tiến nhanh. Lý Vân Tiêu nhìn xem bóng lưng của hắn, âm thầm cảm thấy buồn cười, nói. Trên tòa đảo này giống như cũng không có thiếu yêu thú động vật biển cấp thấp các loại. Cao nhất thậm chí có một đầu tứ giai yêu thú, người nếu trong nội tâm không thoải mái có thể đi phát tiết thoáng một phát. Đoạn Việt xoay đầu lại lườm hắn một cái liền lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Lý Vân Tiêu mỉm cười, trong tay hào quang lóe lên, một đạo linh quang đột nhiên hiển hiện, hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng hai tay lên, chỉ thấy một cây sơ sinh đang di động trong lòng bàn tay. Cửu thải thần quang quay chung quanh bốn phía minh diệt bất định, nhân uân chi khí nhàn nhạt bay lên, linh khí mười phần. Hắc hắc, thực sự nhịn không được xúc động muốn một ngụm nuốt vào. Linh khí thần diệu như thế, nếu là ta một ngụm ăn hết, sợ là ít nhất còn có thể tăng lên tam giai tu vị. Lý Vân Tiêu nuốt một ngụm nước miếng, đem tay vừa lộn lập tức thu vào bên trong chữ vật giới chỉ, thở dài, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Nhiều linh khí hơn nữa cũng không sánh bằng thái nhất huyền khí. Gốc cây này đúng là côn ngô thần thụ, vốn là bất cứ sinh linh gì đều không thể còn sống ở trong huyền khí không gian chữ vật hư vô, đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ở cùng thụ linh câu thông vậy mà có thể tùy tiện đem đặt vào bên trong chữ vật huyền khí, chỉ có điều không cách nào sinh trưởng mà thôi. Lý Vân Tiêu coi chừng thử một chút, quả thật như thế, không khỏi âm thầm cảm thán sự thần diệu của nó. Gốc côn ngô thần thụ này, mặc dù ở bên trong thiên tài địa bảo chỉ sợ cũng thập phần đỉnh cấp tồn tại. Soạt! Phía trước nước biển đột nhiên nổ tung, một đám hỏa ngư tộc nhân hiện ra đến, dẫm lên bong bóng xuất hiện trên không trung. Đầu lĩnh đúng là Thiết Phi, hắn cười nói. Bái kiến thánh sứ đại nhân, thiếu chút nữa đem bảo vật của thánh sứ đại nhân đánh rơi xuống. Chỉ thấy nước biển dần dần tách ra. Đại lượng hỏa ngư tộc nhân lôi kéo cái khung hổ vương chiến xa kia từ trong mặt biển dần dần phá nước mà ra, một chiếc hổ vương chiến xa cực lớn lơ lửng ở trước mặt Lý Vân Tiêu. May mà các ngươi còn nhớ rõ. Hắc hắc, Thiết Phi không có ý tứ cười cười, lần nữa mang theo một đám tộc nhân, phanh phanh phanh, lao vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Lý Vân Tiêu đem thần thức hướng trên chiến xa kia quét qua, lập tức sắc mặt biến hóa, cả người hắn nhảy dựng lên một cái. Rơi tại trên chiến xa, lập tức há hốc miệng tới mức có thể nhét vừa một quả dưa hấu. Một xe nguyên tinh tử quang lấp lánh, còn có các loại đáy biển chân bảo linh khí bức người, đem trọng cả hổ vương chiến xa nhồi vào đầy áp. Ở trong chiến xa phát ra linh khí mặc dù không có kinh người như côn ngô thần thụ, nhưng cũng là như có thực chất, thoải mái mỗi một lỗ máu trên toàn thân, dưới hô hấp có cảm giác thoải mái nói không nên lời. Đám gia hỏa này! Lý Vân Tiêu cảm động nói. Ta thực hối hận hai khung chiến xa khác bị hỏng, nếu không cùng nhau lại để cho bọn hắn tịch thu đi, thật là tốt biết bao a hát. Hắn đơn giản đem những bảo vật này phân loại xuống, rồi đem toàn bộ bỏ vào trong túi, lại đánh ra mấy pháp quyết, đem chiến xa cũng thu lại, lúc này mới trở lại trên bờ biển. Trong hoang đảo thỉnh thoảng lại truyền đến thanh âm yêu thú gầm rú, nhưng rất nhanh đã yên lặng xuống. Cái hòn đảo này toàn bộ bị bao trùm ở dưới thần thức của Lý Vân Tiêu. Mạnh nhất cũng bất quá là tứ giai yêu thú căn bản không phải đối thủ thích hợp của Đoạn Việt. Đột nhiên một loại cảm giác khác thường hiện ra đến, Lý Vân Tiêu mạnh mẽ dương mắt hướng tới biển cả vô tận kia nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển bắt đầu có chút vặn vẹo, trở nên có chút mơ mơ hồ hồ không chân thực. Hắn đại hỉ nói, cầu vồng sương mù. Lúc này Đoạn Việt cũng hiện ra ở bên cạnh hắn, đồng dạng vẻ mặt kích động nhìn phía xa, chỉ có điều trên người nhiều hơn một chút mùi máu tươi, xem ra là thu hoạch không ít. Chỉ bất quá hắn vừa vặn bỏ qua một màn Thiết Phi hiến vật quý, nếu không nhất định sẽ bắt Lý Vân Tiêu chia đều, ít nhất cũng phải chia 4, 6 mới được. Rốt cục có thể trở về rồi. Trên mặt Đoạn Việt tràn đầy ánh sáng màu đỏ, lần này ra biển tuy rằng nguy hiểm dị thường, nhưng thu hoạch lại không phải lớn bình thường, không chỉ có đột phá đến nhị tinh vũ hoàng, càng là tìm được phương pháp phá giải phong ấn.
hiện tại phải trở về, liền có một loại cảm giác bức thiết. Xa xa vặn vẹo trên mặt biển bắt đầu chậm rãi hiện ra màu hồng phấn, từng điểm phía xa nhìn ra, thật giống như hơn vạn hoa đào đỏ tươi ở trong biển trời. Hai người lặng lặng cùng đợi, NS những điểm phấn hồng kia càng ngày càng nhiều, màu sắc càng ngày càng đậm, trên mặt biển bày biện ra một loại phấn hồng thị giác mê huyễn, lại để cho tinh thần mọi người cũng có chút hoảng hốt bất định. Thật không ngờ mạnh như thế. Đoạn Việt bị cả kinh, cách xa nhau xa như vậy, phấn sắc tinh trần kia vẫn có thể ảnh hưởng đến linh thức của hắn. Phấn sắc tinh trần này so với lần trước phải mạnh hơn rất nhiều. Lý Vân Tiêu lại là vẻ mặt điềm tĩnh, hắn hiện tại hồn lực vững vàng ổn thỏa đạt đến trình độ tứ giai thuật luyện sư, muốn an toàn xuyên Việt là tuyệt không vấn đề. Hiện tại liền đi sao? Đoạn Việt thúc giục bắt đầu. Không, chờ một chút. Lý Vân Tiêu quả quyết nói. Đợi. Đoạn Việt có chút khó hiểu, khi phấn sắc tinh trần càng nhiều, không gian thông đạo là càng ổn định, nếu là trở thành nhạt xuống, như vậy thông đạo cũng tùy theo trở thành nhạt trở nên bất an. Thời điểm hiện tại tiến vào là lúc thích hợp nhất, không sai. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ánh mắt của hắn một mực chăm chú nhìn cầu vòng sương mù kia, chưa từng buông lỏng một khắc. Phấn sắc tinh trần thời điểm nhiều nhất thật sự cũng là lúc không gian thông đạo ổn định nhất, nhưng cũng là hao tổn thần thức nhất. Nhất định phải dùng hồn lực mở ra một con đường đến, hao tổn cực kỳ to lớn, mặc dù là thuật luyện sư cũng nguy hiểm dị thường. Nếu không phải lúc đến tinh trần cực nhỏ, bọn hắn cũng chưa chắc có thể bình yên tới nơi. Lúc này đột nhiên một đạo quang mang hướng phía bên trong phấn sắc tinh trần vọt tới, rất nhanh liền không ai vào trong đó. Đoạn Việt đồng tử đột nhiên co lại, tức giận nói. Là thằng nhãi tinh túc tông kia, dĩ nhiên thẳng đến trốn ở phụ cận. Lý Vân Tiêu cũng là quát. Ngay vào lúc này, đuổi theo. Hắn ngoại trừ chờ đợi phấn sắc tinh trần ngầm hạ đi, một mục tiêu trọng yếu khác là chờ đợi hành nguyên hiện thân. Đoạn Việt một phát bắt được Lý Vân Tiêu, lập tức liền bước mà đi, chân bước tiếp theo ngàn dặm, xúc địa thành thốn. Trong chốc lát đã nhảy vào trong sương mù cầu vồng. Hắn tuy rằng vẫn chỉ là thất tinh vũ tông nhưng tùy thời có thể bỏ niêm phong đi ra, khôi phục thực lực nhị tinh vũ hoàng nửa canh giờ. Đủ để cùng hành nguyên chiến một trận, chi, lực lượng tinh trần thật mạnh. Vừa bước vào trong, liền cảm giác khí thức hồng phấn đập vào mặt, cả người trong đầu một hồi choáng váng. Đoạn Việt hoảng sợ thất sắc, vội vàng đem hồn lực bao trùm toàn thân đem phấn sắc tinh trần ngăn cách, lại cảm thấy dị thường cố hết sức. Hành nguyên tuy rằng sớm đã bước vào một chút thời gian, lại như cũ một thân ảnh mông lung tại phía trước gian nan đi tới, cũng không có đi được bao xa so với bọn hắn. Giờ phút này hắn đang nghiêm mặt từng bước một gian nan đi tới trước, hiển nhiên cũng là cảm nhận được áp lực thật lớn. Phía trước tinh túc tông bằng hữu chậm đã hãy đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hô lên. Hành nguyên cả kinh, quay đầu, chỉ thấy một đạo huyết sắc hổ ảnh gào thét mà tới, muốn đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Hắn hoảng hốt vội vàng ra tay, một chưởng chém ra, lập tức đem hổ nha kiếm khí kia đánh tan tác, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, tức giận nói, ngươi tên điên này. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là địa phương nào, chẳng lẽ còn muốn đồng quy vu tận hay sao? Lý Vân Tiêu lộ ra một bộ dáng giật mình nói. A hát, đúng nha, nơi này là cầu vồng sương mù. Hành nguyên trùng trùng điệp điệp thở một hơi, nói. Còn may ngươi cũng không phải quá ngu xuẩn. Tại đây tranh đấu mà nói, tuy rằng ta cũng là áp lực lớn chút, nhưng diệt sát hai người các ngươi lại thuận lợi thông qua cũng không phải vấn đề. Ta chỉ là muốn cho các ngươi một cơ hội công bình hơn. Đợi trở lại Thanh Hải Trấn, lại chi? Người bị điên ư, người nghe không hiểu ta nói cái gì nữa. Hắn nói ra một nửa, đã nhìn thấy Lý Vân Tiêu vẻ mặt châm chọc lập tức đại lượng phấn sắc tinh trần ở dưới hồn lực của hắn khống chế hấp dẫn mà đến. Hừ, cùng với tên tinh tú lão quái kia một đức hạnh, người nhà không khoác lác sẽ chết à. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói ra, hai tay phảng phất sinh ra vô tận lực hấp kéo, bốn phía phấn sắc tinh trần bị hắn hấp thành một đoàn. Ở trong lòng bàn tay phát ra thanh âm áp xúc, xì xì, dĩ nhiên lăn thành hai hình cầu hồng nhạt, giống như tuyết cầu thập phần xinh đẹp. Chi, ngươi muốn cái gì, tranh thủ thời gian dừng tay. Hành nguyên đã giật mình, đối phương vậy mà có thể đem phấn sắc tinh trần chộp vào lòng bàn tay, tuy rằng hắn dùng hết hồn lực cũng có thể làm được, nhưng bởi như vậy tuyệt không cách nào thông qua. Hơn nữa xa xa còn có Đoạn Việt vẻ mặt cười lạnh nhìn xem, tựa hồ cũng ý định tùy thời ra tay. Lý Vân Tiêu mặc kệ hắn, nhưng hai hình cầu nhàn nhạt đã trở nên cỡ quả bóng, hắn mạnh mẽ đẩy hai tay ra, dùng hồn lực đem tinh cầu trấn đi ra ngoài, lập tức mở ra một cái lối đi,
hai tiểu cầu phi tốc xoay tròn, hướng phía hành nguyên lăn qua. Tên điên, mười phần tên điên, ta ích con mẹ nó, tổ cha nó. Hành nguyên ngược lại hít một ngụm hơi lạnh, phảng phất như nhìn thấy đồ vật đáng sợ nhất trên thế giới, vội vàng hướng tới bên cạnh né tránh, lại phát hiện tốc độ tiểu cầu quá nhanh, hắn tránh né không kịp, chỉ có thể mạnh mẽ đem hồn lực hội tụ tại lòng bàn tay, hung hăng đẩy ra muốn đem tiểu cầu chấn mở. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt cười âm hiểm, chắp tay hành lễ, đột nhiên quyền đầu mở ra, thật giống như kéo mì vắt vậy, một đạo hoa quang vô hình trong tay bạo phá ra. Hai tiểu cầu đang chạy về phía hành nguyên kia đột nhiên muốn nổ tung lên, hóa thành vô số như thủy tinh kết tinh hướng bốn phương tám hướng chấn đi, phảng phất như hai đóa tiên hoa đua nở. Hành nguyên song trưởng vừa mới đẩy ra, nhìn thấy tinh cầu bạo tạc nổ tung, đại lượng phấn sắc tinh trần theo đó mà đến, khiến hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa. Vốn dĩ còn có điều giữ lại, vội vàng đem toàn bộ hồn lực rót vào bàn tay, hình thành một đạo phòng ngự vô hình ngăn cản trước người. Rất nhanh lại để cho hắn sợ tới mức hồn phi phách tán là phát hiện những phấn sắc tinh trần kia hình dáng vốn giống viên bi, ở dưới Lý Vân Tiêu ngưng kết đã biến thành từng viên dạng kim nhọn, dĩ nhiên ngàn vạn miếng trực tiếp xuyên thấu hồn lực phòng hộ của hắn, hướng tới thân thể phóng tới. Súc sinh a hát! Hành nguyên hét lớn một tiếng, vô cùng phẫn nộ cùng kích động, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một khối thạch đầu hình thoi màu trắng lập tức hiển hiện bên trong song trường. Ở dưới nguyên khí của hắn áp bách bỗng nhiên phát ra đạo đạo bạch quang, thoáng cái bạo liệt ra. Thạch đầu hình thoi màu trắng kia chợt nổ tung, sau đó tản mát ra một đoàn hào quang màu vàng nhạt, dĩ nhiên đem thế tới của toàn bộ tinh hồng nhạt ngăn trở, từng miếng đình trệ trên không trung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.